Sau đó, Hàn Lập dưới sự phụ trợ của các loại linh dược, bắt đầu việc kết đan, việc này kéo dài mấy năm. Nói thật, bởi vì lần trước kết đan thất bại cực kỳ thảm hại, làm cho Hàn Lập đối với lần thứ hai kết đan này không quá hy vọng. Chẳng qua là tâm lý ngập ngừng lo sợ mất vài năm mới tiến hành, khúc hồn kết thành sát đan tiêu hao 4 năm thời gian, mà Hàn Lập do tư chất không bằng nên phải hết 5 năm thời gian, không lâu trước đây mới ngoài ý muốn mà kim đan đại thành. Cho dù bản thân hắn cảm nhận được thiên địa linh khí đang điên cuồng thấm vào trong cơ thể. Chân nguyên toàn thân sau khi liều mạng quay vòng tại đan điền thì ngưng kết thành một hạt châu nhỏ bằng ngón cái bốn màu. Hàn Lập vẫn có một loạt cảm giác đang trong mơ, như vậy là đã tiến vào kết đan kỳ, hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hắn chỉ mới chuẩn bị đã thấy bầu trời biến động thì rất là kinh hãi suýt tí nữa bỏ giữa chừng, có khi làm cho kim đan còn chưa ổn định hỏng mất. Hàn Lập rất sợ hãi vội vàng làm cho tâm cảnh bình tĩnh lại mới không phạm sai lầm lớn khiến cho chính mình lại trở về chúc cơ kỳ một lần nữa. Hàn lập nằm trên giường nghĩ tới đây thì nhịn không được khóe miêng khẽ nhếch hơi cười khẽ. Xoạt một cái, hắn đứng lên, rời khỏi giường. Hắn bây giờ cho dù đã cách lúc kết đan một thời gian dài, nhưng nội tâm lại càng nghĩ càng hưng phấn, không cách nào bình yên được. Tiến vào kết đan kỳ, chẳng những ý nghĩa từ nay về sau xem như là tu tiên giới cao nhân, hơn nữa thọ nguyên lại càng kinh khủng, đạt tới năm, 600 năm, điều này làm cho hắn sau này có thể an tâm tu luyện. Mà quan trọng nhất chính là, hắn rốt cuộc có thể sử dụng đan hỏa, tự mình luyện chế pháp bảo. Nói về pháp bảo thì Hàn Lập trong tay chỉ có hai kiện. Một kiện hỗn nguyên bát đã cho khúc hồn luyện hóa, còn thanh kiếm lục hoàng kiếm hắn chuẩn bị tạm thời dùng để hộ thân. Mà cái hắn muốn luyện chế nhất chính là kim hiệt thèm thuồng đã lâu, pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm. Kiếm này chỉ cần luyện chế thành công, uy lực tuyệt đối lớn, có thể tung hoành trong các tu sĩ đồng cấp. Hơn nữa, Hắn bây giờ Thanh Nguyên Kiếm quyết đã luyện tới tầng 7, rốt cuộc cũng có thể sử dụng Thần Thông Kiếm ảnh phân quang thuật. Điều này làm cho hắn đối với con đường tu tiên sau khi kết đan tràn ngập chờ mong. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là nhanh tay thu thập tài liệu để luyện chế pháp bảo Thanh trúc phong vân kiếm. Sớm đem pháp bảo này dưới sự giúp đỡ của đan hỏa và nguyên thần luyện ra uy lực thật lớn. Chương 399, Diệu âm môn. Lúc này Hàn Lập đang ở trong phòng ngủ âm thầm suy nghĩ thì trên mặt đột nhiên thần sắc nhất động, xoay người đi ra ngoài khi hắn đi tới đại môn động phủ đã phong bế nhiều năm chưa từng mở ra thì chỉ vừa mới liếc mắt nhìn một cái đã thấy trước cấm chế của động phủ có bảy tám đạo truyền âm phù màu sắc khác nhau giống như những con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi chứng kiến cảnh này hàn lập khẽ nhíu mày xuất ra cấm chế lệnh bài miệng nói ra một tiếng thu nhất thời tất cả truyền âm phù này như được đại xá bay vụt tới trong lòng bàn tay hắn hàn lập không di chuyển mà chỉ bất động thanh sắc tra xét truyền âm phù này gần một nửa là của những tu sĩ kết đan kỳ ở gần đó phát tới chúc mừng. Những cái còn lại là của mấy tổ chức lớn nhỏ muốn chiêu lãm hắn, có tổ chức nguyện ý lấy chức khách khanh trưởng lão trao cho hắn, có tổ chức dùng kỳ chân dị bảo thậm chí còn có cả những nơi đem một đôi tuyệt sắc tỷ nữ làm lễ vật chiêu lãm. Nghe những lời này, Hàn Lập cặp mắt trắng dã đảo đảo qua lại. Mấy cái truyền âm phù của kết đan kỳ tu sĩ thì hắn khách khí trả lời một chút, còn của mấy tổ chức kia thì trực tiếp cự tuyệt hắn cũng không nghĩ tiến vào kết đan kỳ liền có thể gối cao đầu mà ngủ, mà vẫn phải dành nhiều thời gian để củng cố lại cảnh giới của mình, tiếp tục bảo trì trạng thái ổn định. Những ngày kế tiếp, Hàn Lập bắt đầu thường xuyên tìm đến động phủ của mấy vị kết đan kỳ tu sĩ gần đó, khiêm tốn xin được thỉnh giáo một ít vấn đề cần chú ý sau khi tiến vào kết đan kỳ. Bởi vì điều hắn hỏi cũng không phải điều bí mật gì nên các tu sĩ này cũng rất vui lòng chỉ điểm cho hắn một vài điểm. Điều này làm cho Hàn Lập gặp tiện lợi không nhỏ. Bất quá, các tu sĩ đối với việc Hàn Lập sau khi kết đan còn có thể bảo trì dung nhan trẻ tuổi như thế thì rất hâm mộ. Dù sao trừ Phi là trời xanh tư chất hơn người hoặc là giống như Hàn Lập có đông đảo linh dược phụ trợ tu luyện, đại bộ phận tu sĩ khi kết đan thì tuổi đều đã không nhỏ. Cho dù sau khi kết đan thì tuổi thọ sẽ gia tăng nhiều, nhưng gương mặt cũng sẽ không trở lại bộ dáng lúc trẻ tuổi, nhiều lắm thì cũng chỉ giảm lại tốc độ già yếu mà thôi. Đương nhiên là có những người tu luyện công pháp có kỳ hiệu chú nhan cũng có thể sau khi kết đan mà vẫn còn trẻ như thiếu nam thiếu nữ. Hàn Lập không có bảo vật gì chân quý để ra mắt, lúc này dùng mấy viên định nhan đan trong tay đổi lấy một ít vật phẩm chân quý của mấy tu sĩ kia, mọi người đều rất hài lòng. Sau vài lần lui tới như thế, Hàn Lập cùng với những người này mặc dù còn chưa được gọi là hảo hiếu, nhưng rốt cuộc cũng đã quen mặt nhau. Mọi người, người một câu đạo hiếu, ta một câu huynh đài, ở chung cũng không tệ lắm. Trong lúc ở đây, Hàn Lập đồng thời luyện hóa lục hoàng kiếm và tìm chung quanh tài liệu để luyện chế pháp bảo và khôi lỗi cấp 3. Có rất nhiều tài liệu để luyện chế pháp bảo, địa phương, phương pháp luyện chế lại càng thiên kỳ bách quái, đủ loại không hề giống nhau. Dưới tình huống tốn hao thời gian và tâm huyết bồi luyện giống nhau, dùng tới tài liệu tốt sẽ luyện chế ra pháp bảo so với dùng tài liệu bình thường hoàn tô ẩn khác nhau, uy lực lớn hơn và tiềm lục cũng tăng lên. Thậm chí cho dù dùng tài liệu giống nhau, nhưng bí pháp luyện chế pháp bảo lại không giống nhau, Uy lực và công hiệu còn có thể bất đồng lớn. Cho nên trừ một ít phương pháp luyện chế pháp bảo bình thường mà mọi người đều biết, còn những bí pháp luyện chế đặc thù, các tông môn và thế lực đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng điều này cũng không phải có tài liệu tốt nhất và phương pháp luyện bảo tốt nhất thì pháp bảo được chế ra nhất định sẽ uy lực vô cùng. Uy lực chân chính của pháp bảo quan trọng nhất là dựa vào việc luyện hóa nó của nguyên thần bên trong tu sĩ, không ngừng bồi luyện và tư dưỡng. Nếu chủ nhân của pháp bảo lười biếng không chịu tốn thời gian như đã nói, thì uy lực của pháp bảo không bằng một kiện pháp bảo bình thường, mà chuyện này cũng là chuyện rất phổ biến. Mà Hàn Lập muốn luyện chế thanh trúc phong vân kiếm, tên như ý nghĩa chủ yếu cần tài liệu linh trúc vài nghìn năm tuổi để luyện chế. Nguyên tài liệu này, nếu Hàn Lập lấy sử dụng công năng thôi thục của bình nhỏ, tiêu hao thêm một ít thời gian thì sẽ rất dễ dàng có được. Nhưng hắn không có đem những cây trúc bình thường để vào mắt, mà muốn tìm một ít dị trùng thần trúc trong truyền thuyết để làm tài liệu luyện chế pháp bảo. Kết quả là Hàn Lập ở phường thì tìm kiếm cho đến nay nhưng vẫn không tìm được phẩm loại có thể làm hắn vừa ý. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy nhưng Hàn Lập vẫn ôm ý nghĩ thà không có còn hơn xài đồ kém, không thể làm gì khác hơn đem chuyện luyện chế pháp bảo tạm thời gác lại. Cũng may hắn còn có thanh lục hoàng kiếm kia và vài món phù bảo để hộ thân, nhất thời cũng không cần lo. Pháp bảo không có cách nào luyện chế, Hàn Lập tự nhiên đem ánh mắt chuyển sang việc chế tác khôi lỗi mới. Tam cấp khôi lỗi dựa theo lời khôi lỗi chân kinh thì một kích toàn lực của nó tương đương so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tài liệu luyện chế cũng càng trở nên tốn kém và sẽ xuất hiện nhiều loại hình thái khôi lỗi khác nhau. Hàn Lập sau khi cân nhắc qua thì đã chọn gỗ làm chất liệu chủ yếu để chế viên hình khôi lỗi. Loại khôi lỗi này, mặc dù cần rất nhiều thiết mộc đặc biệt và đến khi luyện chế thì cũng phải cần thêm thiên tinh mộc hy hữu. Nhưng nếu là tài liệu bằng gỗ, Hàn Lập tự nhiên có thể dùng lục dịch thôi xanh ra, có thể giảm được rất nhiều chi phí. Ngay cả khi như vậy, thì nguyên liệu phụ trợ để nó thăng giai cũng tốn một số tiền thật lớn, hơn nữa bây giờ số lượng khôi lỗi tăng lên nhiều, tổng tiêu hao tự nhiên càng phát ra nhiều kinh người. Số linh thạch này mặc dù không đến nỗi làm cho Hàn Lập tán ra bại sản, nhưng cũng làm cho hắn sau khi kiếm đủ tài liệu một lần nữa trở nên tay trắng. Bất đắc dĩ, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xuất ra một bộ phận tài liệu chân quý lấy được từ yêu thú cấp 5, mới tạm hoãn được tình cảnh quẫn bách này. Nhưng Hàn Lập không nghĩ tới hắn cho dù đã vạn phần cẩn thận, lần xuất ra tài liệu này đã làm cho một số người chú ý đến. Vào một ngày, hắn mang theo một ít tài liệu vừa cùng một vị thương gia ở nơi khác giao dịch xong, đang muốn trở về động phủ thì lại bị một vị thiếu nữ hỏa nhã, xinh đẹp ngăn cản tại ngã tư. Vị này chính là hàn tiền bối sao? Phu nhân nhà chúng ra xin mời tiền bối đến thanh hà trà quán cách đây không xa gặp mặt. Tiền bối có thể đến phủ một chuyến được không? Nếu ngài không đi, tiểu nữ tử sẽ bị phu nhân nghiêm trị vị cô nương này ra vẻ khó xử, đáng thương nói. Không có hứng thú, Hàn Lập sau khi liếc mắt xem xét thiếu nữ một chút, không do dự lập tức cự tuyệt. Hắn chỉ nhìn qua đã thấy được nữ tử này mặc dù tu vi chỉ là luyện khí kỳ, nhưng tựa hồ tu luyện mỹ thuật nào đó, còn không biết nặng nhẹ dám len lén sử dụng với hắn, tự nhiên sẽ không nể mặt đối phương. Nghe xong lời này của Hàn Lập, thiếu nữ 16, 17 tuổi này trở nên kinh hoàng vội vàng luôn miệng cầu khẩn. Hàn tiền bối, nếu ngài không đi, vãn bối thật sự không thể báo cáo sao cho tốt thậm chí vãn bối có thể không đợi thiếu nữ nói xong hàn lập sắc mặt lạnh lung xoay người rời đi mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng một nữ tử gặp mặt hàn tiền bối chậm đã vãn bối diệu âm môn phạm tĩnh mai xin bái kiến tiền bối vãn bối quản giáo không nghiêm vừa rồi liên nhi có đắc tội mong tiền bối lượng thứ hàn lập vừa mới rời khỏi thiếu nữ được hai bước phía sau truyền đến thanh âm ngọt ngào của một nữ tử hắn không khỏi dừng cước bộ quay đầu liếc mắt nhìn lại chỉ thấy không biết từ khi nào bên cạnh cô gái kia đã có thêm một nữ tử đầu đội khinh xa mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng da thịt trắng như tuyết mái tóc đen mượt dáng người cao giáo một đôi mắt ngọc trong suốt như nước đang nhìn hàn lập không chấp tại hạ không nhận ra phu nhân có chuyện gì thì nói ngắn gọn đi hàn mỗ còn phải về phủ tu luyện hàn lập bất động thanh sắc nói trong lời nói mang theo ý không muốn nói chuyện nữ tử tự xưng là phạm tính mai này nghe vậy có chút nao nao nhưng lập tức cười khẽ nói hàn tiền bối đã sảng khoái như vậy tiểu nữ tử sẽ nói thẳng tiền bối gần đây có phải đã xuất ra một số lượng tài liệu yêu thú chân quý hay không bổn môn đối với tài liệu này cảm thấy hứng thú muốn tìm tiền bối hảo hảo bàn luận một chút bất quá nơi này lắm người nhiều miệng không bằng theo ta đến trả quán bàn bạc một lần tiền bối thấy thế nào nghe được đối phương nói ra nguyên nhân và yêu cầu như vậy hàn lập hai mắt nheo lại ngưng thần nhìn nữ tử này một hồi, đến khi trong đôi mắt đối phương lộ ra ý ngượng ngùng thì mới ngang ngạnh nói: "Hảo, vậy ngươi đi trước dẫn đường đi. Đa tạ tiền bối đã nể mặt, hàn tiền bối xin mời qua bên này." Ánh mắt nữ tử lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía trước, mà thiếu nữ kia thì cúi đầu ủ rũ đi theo sau. Bất quá, thiếu nữ kia mặc dù đi trước hắn, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn trộm hàn lập một cái vừa lúc gặp ánh mắt của hắn làm thiếu nữ được gọi là liên nhi này hoảng sợ vội vàng ngoảnh mặt lại hai tai trở nên đỏ ửng điều này làm cho hàn lập lộ ra ánh mắt cười mà như không phải cười trong lòng có chút buồn bực quán trà theo lời nữ tử diệu âm môn cũng không xa sau khi đi một lát hàn lập đã theo các nàng đi vào bên trong lầu các có một lá cờ trà thật lớn lúc này người uống trà cũng không nhiều trong đó có một vị trung niên nhân đang phẩm trà vừa thấy nữ tử và thiếu nữ đi đến thì vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt nói sư thúc phòng đã được sắp đặt rồi, có thể cùng khách nhân đi vào. Tốt, đến lúc đó người thủ ở ngoài cửa Phạm Tĩnh Mai thản nhiên phân phó. Vâng, sau đó trung niên nhân dẫn hai nàng và Hàn Lập lên lầu 2, tiến vào trong một gian phòng tao nhã. Bên trong phòng cũng đã có một vị lão giả áo xám, đang thong thả pha một bình trà nóng, nhiệt khí đằng đằng thấy đám người Hàn Lập vào mà mi mắt cũng không động lấy một cái. chương 400, Đạo Mạo ngạn Nhiên, Triệu Trưởng Lão, Nhọc Công Người Phải Đợi Lâu, vị này chính là Hàn Tiền Bối, chủ nhân của những tài liệu yêu thú kia. Nữ tử diệu âm môn vừa vào trong phòng liền hướng về phía lão giả áo xám cung kính nói. Ô, hàn đạo hiểu, mời ngồi, lão phu vừa mới pha chế được một bình băng vân linh trà, mời đạo hiểu thưởng thức một chút lão giả áo xám giơ tay lên, lại liếc mắt nhìn hàn lập, thản nhiên nói. Hàn lập nhíu mày, lão giả tướng mạo không có gì đặc biệt, nếu có thì là đôi tai thật sự hồng đến mức không bình thường, phảng phất bộ dáng như mới khỏi bệnh, khiến trong lòng hắn không khỏi có một chút nghi hoặc hắn bây giờ thần thức so với đồng cấp tu sĩ cường đại hơn nhiều trong nháy mắt nhìn ra lão giả cũng là một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ vì vậy hắn cũng không từ chối trực tiếp ngồi xuống đối diện lão giả bất động thanh sắc nhìn đối phương rót ra một chén trà thơm cũng không thèm đưa tay ra lấy mặc dù đối phương thoạt nhìn bộ dáng có vẻ như sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với hắn nhưng với thói quen luôn luôn cẩn thận hắn sẽ không uống bất kỳ thứ gì của người lạ thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của hàn lập Lão giả cũng không lộ ra vẻ mất hứng mà chỉ cười nhạt một cái, rồi tự mình rót ra một chén trà đưa lên uống. Tựa hồ trong một sát na này lão đã xem đám người Hàn Lập không tồn tại. Hàn Tiền Bối, lần này Thiếp thân đại biểu Diệu Âm môn tìm Tiền Bối là muốn mua lại tất cả tài liệu yêu thú còn lại của Tiền Bối. Còn về việc giá cả thì chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Phạm Tĩnh Mai vừa mới ngồi ngay ngắn, lập tức khẽ nhếch đôi môi mọng đỏ nói với Hàn Lập, có vẻ cực kỳ cao nhã đoan trang. Tài liệu yêu thú trước kia tại hạ đích xác có một chút, nhưng nhóm cuối cùng vừa mới bán hết, chỉ sợ làm quý môn thất phong không biết đối phương rốt cuộc có dụng ý gì, hàn lấp sao có thể dễ dàng thừa nhận mình còn rất nhiều tài liệu chân quý nên thong dong phủ nhận. Phạm phu nhân nghe hàn lập chối từ như vậy thản nhiên cười, lộ ra chút tiêu ý, ôn nhu nói. Hàn tiền bối nói vậy có thể có chút giấu giếm thiếp thân. Mặc dù bổn môn không biết tiền bối còn có bao nhiêu tài liệu yêu thú, nhưng có thể nói vẫn còn rất nhiều mới đúng nếu không tiền bối sẽ không phải cẩn thận như thế chỉ tìm thương ra nơi khác mà bán hơn nữa một lần chỉ bán ra một ít mỗi lần lại tìm một người mua khác nhau nếu không phải trùng hợp là bổn môn đang tìm khắp nơi trong thiên tinh thành thu mua những tài liệu tương quan hẳn không cách nào phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó tiền bối sợ tiền tài bị lộ ra ngoài sao nếu là như vậy hàn tiền bối có thể bỏ đi mối lo ngại bổn môn mặc dù không phải là thế lực lớn nhưng tại loạn tinh hải này tiếng tăm luôn luôn rất tốt tiền bối có thể đem tài liệu này toàn bộ bán cho thiếp thân, như vậy bổn mồn cũng tránh phải phiền phức tìm mua lại từ các tiểu thương gia. Nữ tử cười khanh khách nói chuyện, thần thái có vẻ cực kỳ thong dong nhưng trong mắt hàn lập lại thần quang chợt lóe lộ ra một chút giận dữ. Cho dù là bất cứ ai, dưới tình huống biết mình bị người ta âm thầm điều tra mà không hay không biết, đều không phải là chuyện vui vẻ gì. Có lẽ nhìn ra hàn lập tức giật, vị phạm phu nhân này đột nhiên đổi giọng, bắt đầu giải thích cho hàn lập hàn tiền bối cứ trách tội về hành vi lỗ mãng này của thiếp thân thiếp thân cũng bởi vì sự tình khẩn cấp mới phải phát động đại bộ phận lực lượng của môn phái tại thiên tình thành này mới truy ra được tiền bối mong rằng tiền bối có thể giúp thiếp thân lần này nữ tử này nói tới đây xem như đã hạ mình lắm rồi trong lời nói và ánh mắt mơ hộ lộ ra ý cầu khẩn nghe xong những lời này vẻ giận dữ của hàn lập dần dần biến mất hắn không lập tức nói gì nhưng là vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn trà trước mặt dáng vẻ không chút biểu tình trên thực tế, lúc này trong đầu Hàn Lập các loại ý niệm đang chuyển động không ngừng nhanh chóng suy nghĩ quan hệ lợi hại trong việc này. Mặc dù không biết, nữ tử này hoặc diệu âm môn vì sao lại cần đại lượng tài liệu yêu thú, nhưng đối phương hiển nhiên nhận định các thứ bọn họ muốn thì mình đang có, cho dù phủ nhận chỉ sợ cũng vô dụng, ngược lại vô duyên kết thêm oán cửu. Diệu âm môn, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng từ vị triệu trưởng lão này xem ra, thực lực cũng không phải là yếu. Cầu ra như thế này, Hàn Lập cũng không muốn vô duyên vô vớ mà có thêm. Huống hồ, tài liệu yêu thú hắn có thực sự rất nhiều, nếu thường xuyên bán một ít ra ngoài như trước kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác để ý. Không bằng nhân cơ hội này, dựa vào đó mà xử lý sạch sẽ. Hơn nữa nơi này là Thiên Tinh Thành, nghiêm cấm có tu sĩ tranh đấu, hắn cũng không sợ đối phương sẽ có trò gian trá gì trong lúc giao dịch. Nghĩ tới đây, Hàn Lập im lặng trong chốc lát, rồi bình tĩnh nói: "Nếu phu nhân đã nói như vậy, Tại hạ cũng không giấu giếm nữa. Hàn mỗ trong tay đích xác vẫn còn một chút tài liệu yêu thú mà quý môn cần, nhưng không biết số lượng có đủ đáp ứng phu nhân không đây. Nghe thấy lời thừa nhận của Hàn Lập, không chỉ nữ tử đối diện và thiếu nữ phía sau trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, mà lão giả đang cúi đầu phẩm trà phảng phất có vẻ thế ngoại cao nhân kia cũng phải kinh ngạc liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Không biết tiền bối có bao nhiêu, có bao nhiêu thiếp thân đều mua hết. Phạm phu nhân có chút vội vàng hỏi, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mong chờ. Hàn Lập mỉm cười, thuận miệng nói ra một số lượng kinh người, làm cho nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng mặc dù biết Hàn Lập trong tay có không ít, nhưng cũng không nghĩ lại nhiều như thế. Như vậy, nhiệm vụ của nàng rốt cuộc cũng có thể hoàn thành. Những tài liệu đó, thiếp thân đều muốn, không biết tiền bối khi nào rảnh rỗi, hôm nay giao dịch luôn có được không? Vị phạm phu nhân của Diệu Âm môn này không kìm nén được vui mừng thanh âm có chút cấp bách, bộ dáng như sợ Hàn Lập đổi ý. Hàn Lập đối với việc nữ tử này vội vàng như thế thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng muốn đem vật này sớm rời khỏi tay, để tránh đêm dài lắm mộng, rước lấy phiền phức sau khi suy nghĩ một lúc liền nói. Tốt, ở chỗ này giao dịch đi, phu nhân hãy chuẩn bị tốt linh thạch, ta sẽ đi đem tài liệu tới Hàn Lập giao dịch nhanh nhẹn, sạch sẽ như vậy rất hợp với tâm ý nữ tử đối diện, trong ánh mắt có vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cuống quyết gật đầu. Ngay sau đó, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, sau khi điềm tĩnh cáo từ, mới bước ra khỏi phòng. Thân ảnh Hàn Lập vừa biến mất sau cánh cửa, vẻ hưng phấn trong mắt vị phạm phu nhân cũng dần dần biến mất. Nàng sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu hướng lão giả kia hỏi: "Triệu trưởng lão, người này tu vi như thế nào? Ta nghe người ta nói, nhân tài này vừa mới kết đan không lâu, hẳn là ngay cả pháp bảo cũng không kịp luyện chế. Nếu đến lúc đó đột nhiên ra tay, người có thể trong nháy mắt chế trụ được không? Nếu có thể nắm chắc thì chúng ta lần này có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch." nữ tử lạnh như băng nói tới đây thì khí chất cao nhã trên người hoàn toàn biến đổi ánh mắt trở nên âm trầm làm cho người ta không lạnh mà run không được người này mặc dù mới kết đan không lâu nhưng công pháp tu luyện rất không bình thường chẳng những pháp lực cực kỳ tinh thuần trong cơ thể cũng ẩn chứa bảo khí tiết ra ngoài nếu pháp bảo đó không phải là pháp bảo đã được hắn luyện chế rồi che mắt ngoại nhân thì đó chính là pháp bảo lấy được từ người khác không thể coi thường triệu trưởng lão khẽ lắc đầu lên tiếng phản đối nói như vậy người này hẳn là thực lực không kém. Như vậy đi, nửa tháng sau, khi tiến hành hành động, chúng ta đồng loạt lôi hắn xuống nước luôn, thế nào? Nếu chuyện thuận lợi, đến lúc đó sẽ mượn sức một hai người mà hạ hắn. Nếu không thuận lợi, người này vừa lúc sẽ làm vật thế mạng. Nữ tử chấp động ánh mắt quỷ dị chậm rãi nói, biện pháp như vậy rất tốt, nhưng ta xem cử chỉ, cách nói chuyện của người này thì có vẻ trẻ tuổi nhưng ứng phó có theo tiến thối, không dễ bị lợi dụng như vậy. Người có nắm chắc không? chẳng lẽ muốn sắc rộ sao? Lão giả trong lúc lời nói lộ ra vẻ không đồng ý. Phạm phu nhân liếc xéo lão giả một cái, đột nhiên cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ mị hoặc. Hắc hắc, trưởng lão đại nhân ngươi ghen sao? Yên tâm đi, cả diệu âm môn trừ ngươi ra, ta sẽ không để cho nam nhân thứ hai đụng tới đâu. Tiếp theo, lụa mỏng trên mặt được tháo đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng xanh. Khuôn mặt lão giả vốn có chút bệnh thái, vừa thấy hình dáng của nữ tử, hai mắt bắt đầu đăm đăm, Hai tai càng lúc càng trở nên đỏ ửng. Thấy cảnh đó, Phạm phu nhân trong lòng rất là mãn ý. "Trưởng lão đại nhân, người lần trước vì che chở cho thiếp thân mà bị trọng thương." Thiếp thân vẫn còn ghi nhớ trong lòng này. Nói xong, Phạm phu nhân khẽ xoay cái eo mảnh khảnh, thân thể đầy đặn yêu kiều đã lọt vào trong lòng lão giả, đôi tay khéo léo vuốt ve trên ngực lão giả. Phạm phu nhân giờ phút này vẻ mặt xuân ý lai láng, một đôi mắt to mọng nước, phảng phất như muốn trào nước mắt, đúng là một yêu tinh mê chết người mà bị ngọc thủ của phạm phu nhân vuốt ve trong ngực khiến tiếng hít thở của lão giả càng lúc càng trở nên rồn rập một đôi bàn tay to thô lỗ đặt tại thân thể mềm mại ấy cũng trở nên không thành thật một màn này làm cho thiếu nữ vốn đứng sau lưng phạm phu nhân nét mặt cũng trở nên đỏ bừng khẽ cắn môi gắt gao nắm chặt đôi tay nhỏ liên nhi người trước tiên đi ra ngoài một chút đợi lát nữa người kia đến thì hãy tiến vào bẩm báo phạm phu nhân rên rỉ thấp giọng nói vâng thiếu nữ giống như được đại sa vội vàng đáp ứng rồi lui ra ngoài nhưng là khi ra trước cửa phòng thì sau lưng có tiếng người nói khe khẽ mơ hồ nghe được nha đầu kia hai năm nay lớn lên càng lúc càng tươi tắn nở nang không bằng ngày nào đó giao cho ta điều giáo hai ngày nước tốt cô chảy ruộng người ngoài đúng không phi nằm mơ đi liên nha đầu đó đối với ta còn có hữu dụng không cho phép ngươi có chủ ý với nàng ta chẳng lẽ ta nghe thấy những lời tán tỉnh Đùa bấn của đôi nam nữ trong kia, cô gái khẽ thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Chương 401 Thiên Lôi Trúc, sau khi rời khỏi Trà Lâu, Hàn Lập không lập tức ngự khí bay trở về động phủ mà theo ngã tư đường đi thêm một đoạn nữa rồi đột nhiên nấp ở một gian thương phố phía sau cách Trà Lâu không xa. Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, đứng im không nhúc nhích. Đợi hồi lâu Hàn Lập mới chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bất định. Vừa rồi hắn đem thần thức lén quay trở lại bên trong gian phòng Vốn định nghe xem sau khi mình đi thì đối phương sẽ nói những gì. Nhưng không ngờ khi thần thức vừa chạm tới gian phòng trong trà lâu đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cũng không phải là cao minh, nếu Hàn Lập dựa vào thần thức cường đại của mình mà chống lại thì sẽ rất dễ dàng phá bỏ cấm chế này. Nhưng nếu làm như thế thì động tính cũng quá lớn, sẽ mất đi mục đích của việc dùng thần thức nghe trộm. Hàn Lập đương nhiên sẽ không xuất lực khi không được việc, lập tức đem thần thức thu về xem ra diệu âm môn cũng không phải là loại vô tích sự, tạm thời không có gì phải lo cả. Nghĩ như vậy, Hàn Lập mở miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, ngự kiếm bay lên trời. Về tới động phủ, Hàn Lập từ trong mật thất đem toàn bộ tài liệu yêu thú thu vào túi chữ vật, tiếp theo cẩn thận đem theo cả khúc hồn đồng loạt rời khỏi động phủ. Cứ đi qua đi lại như vậy cũng khiến Hàn Lập hao tốn mất mấy canh giờ. Nhưng cũng may khi hắn mang theo khúc hồn trở về quán trà thì trung niên thuộc hạ của Phạm Phu Nhân cũng đã đứng trước trà lâu đợi sẵn vừa thấy hàn lập trở lại sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng vội vã chạy vào bên trong hàn lập biết hắn trở vào bẩm báo với phạm phu nhân nên cũng không để ý cùng khúc hồn từ từ đi vào đi tới gian phòng bên trong trà lâu đã thấy thiếu nữ và trung niên kia cung kính đứng ở trước cửa phòng đợi hàn lập phu nhân và trưởng lão đang chờ tiền bối bên trong thiếu nữ thần sắc cung kính bẩm báo nhưng trong lúc nói có chút kỳ quái liếc mắt nhìn khúc hồn hàn lập cũng không có ý định giới thiệu khúc hồn chỉ gật đầu rồi không khách khí bước vào gian phòng khúc hồn cũng theo sát mà vào thiếu nữ do dự một chút nhưng cũng không dám tiến lên hỏi bên trong gian phòng phạm phu nhân đã đeo khăn che mặt vừa thấy hàn lập bước vào hai mắt lập tức sáng người bước tới chào đón hàn tiền bối thật nhanh thiếp thân còn tưởng rằng phải chờ thêm một lúc nữa ồ vị tiền bối này là phạm phu nhân vốn đang tươi cười nhưng vừa nhìn thấy khúc hồn phía sau hàn lập không khỏi dùng mình đây là khúc hồn bạn của tại hạ nghe chuyện này cũng muốn tới xem không phải phu nhân sẽ không chào đón chứ hàn lập thản nhiên nói đương nhiên là không rồi mời hai vị tiền bối ngồi đôi mắt đẹp của phạm phu nhân di chuyển trên khuôn mặt xấu xí của khúc hồn một hồi thấy một bộ dáng lạnh như băng nhưng vẫn thản nhiên cười nói nhưng tâm lý lại âm thầm thở phào may mắn may là trước đây không định động thủ nếu không đối phương đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ kết đan kỳ trợ giúp kế hoạch khẳng định sẽ không thành công bất quá tâm tư nữ nhân này đối với hàn lập lại càng mãnh liệt phát ra ý định thu phục tài liệu đều ở bên trong phu nhân có thể xem xét hàn lập vừa ngồi xuống đã đem tài liệu trong hai túi chữ vật quẳng trên bàn trà trước mặt đối phương phạm phu nhân thấy vậy không giấu được sự vui mừng trên sắc mặt luôn miệng nói cảm ơn đem túi chữ vật cầm trên tay dùng thần thức xem qua loa một chút rồi đưa cho triệu trưởng lão ở bên cạnh lão giả lạnh lùng tiếp lấy Đem toàn bộ tài liệu trong chữ vật xuất ra, trực tiếp xem xét kỹ lưỡng thật hay giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình này đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này phạm phu nhân của Diệu Âm Môn Xuân Phong đầy mặt cùng Hàn Lập Hàn Huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại làm như lơ đáng hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư Hàn Lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước đến nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không thu hoạch được gì. Qua một khoảng thời gian, Triệu trưởng lão cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới nữ tử của diệu âm môn. Nữ tử nghe xong, âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe thấy giá tiền như vậy lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Loại biểu hiện này làm cho Phạm Phu Nhân có chút cảm thấy bất an. Để hoàn thành đợt giao dịch này, nàng chu trừ một chút, sau đó cắn răng nâng giá tiền tăng thêm một nửa. Nghe được giá tiền mới này, Hàn Lập mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù biết là đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi thấp một chút nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất hài lòng. Phạm phu nhân thấy Hàn Lập đồng ý, tâm lý cũng rất là thoải mái. Sau đó từ trong túi chữ vật mang trên người lấy ra một số linh thạch bậc trung giao cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không khách khí trực tiếp thu lấy, giao dịch đến đây xem như kết thúc viên mãn, hai bên đều cảm thấy hài lòng. Hàn Lập chuẩn bị đứng dậy cáo từ ra đi, thiếp nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm kiếm một loại linh trúc quý hiếm thiếp thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này không biết tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút không phạm phu nhân làm như lơ đã nói ra một câu tùy ý hàn lập nghe xong trong lòng chấn động không khỏi quay lại nhìn đối phương mà lúc này đôi mắt đẹp của phạm phu nhân mang ý cười cười cũng trực tiếp hướng tới hàn lập trong ánh mắt ẩn giấu một tia tinh quang kỳ dị vị cao thủ mỹ công này của diệu âm môn định nhân lúc tâm thầm hàn lập lơ đễnh mà hạ thủ sau này có thể lợi dụng khiến hàn lập quy thuận nàng Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hàn Lập cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cỗ xuân ý nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác hấp dẫn vô cùng, lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Mị thuật, cùng lúc thiếu chút nữa tâm thần bị thất thủ, trong đầu Hàn Lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt. Nhất thời trong lòng Hàn Lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, trong đó lạnh ý tỏa ra mãnh liệt khiến cho người đối diện Hàn Lập phạm phu nhân của Diệu Âm môn trở nên phát run một thân hồ mị chi công trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, Phạm Phu Nhân vội đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Nhưng không biết vì sao, đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứng như gỗ đá, căn bản không thể cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Công pháp phản phệ, Phạm Phu Nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này, cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vận công muốn thoát khỏi ánh mắt của Hàn Lập. Ngươi làm gì Phạm tả xứ vậy? Triệu trưởng lão nhìn ra tình hình của Phạm Phu Nhân có điểm không ổn, trong mắt hàn quang chợt lóe lao nhanh tới nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh khúc hồn đã lạnh lùng hiện ra xuất hiện một cách bất ngờ thân pháp quỷ dị này khiến cho lão giả cảm thấy cả kinh không biết có nên ra tay hay không nữa lúc này sự khổ sở của phạm phu nhân không thể nào nói ra được ánh mắt hồ mị nhìn hàn lập lúc trước đã tiêu biến lưu lại chỉ còn là ánh mắt cầu khẩn làm ra bộ dáng khốn khổ đáng thương hy vọng hàn lập có thể hạ thủ lưu tình hừ hàn lập hừ lạnh một tiếng rốt cuộc cũng thu hồi hàn ý trong ánh mắt. Điều này đối với Phạm Phu Nhân giống như đại xá, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Nhưng cùng lúc đó, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, làm nhiễm hồng cả tấm lụa mỏng che mặt. Phạm tả sứ, nàng, triệu trưởng lão thấy thế hai hàng lông mày nhíu lại, căm tức nhìn hàn lập, lông tóc dựng ngược cả lên, có ý muốn ra tay. Triệu trưởng lão, không nên tức giận, hàn tiền bối đã hạ thủ lưu tình, thiếp thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi có thể ói ra chút huyết này cảm thấy tốt hơn nhiều rồi phạm phu nhân kinh hãi vội vã ngăn cản lão giả đừng vọng động miễn cưỡng cười nói nghe những lời này thần xác lão giả mới hòa hoán khôi phục lại thái độ bình thường thực không nghĩ tới tiền bối cũng là cao nhân tinh thông mê hồn thuật thiếp thân vừa rồi dò xét quả thực có chút lỗ máng kính mong tiền bối tha thứ nhưng đích xác thiếp thân biết được nơi hạ lạc của thiên lôi trúc ánh mắt nữ tử nhìn về phía hàn lạp ẩn chứa một tia sợ hãi sợ hàn lập truy cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng thiên lôi trúc khuôn mặt của hàn lập đang lạnh như băng nghe phạm phu nhân nói thế trở nên động dung được xưng là một trong tam đại thần mộc thiên lôi trúc hàn lập cũng không truy cứu việc vừa rồi hỏi lại một cách hoài nghi nhưng trong giọng nói cũng khó giấu nổi một chút hưng phấn hắn mặc dù đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu loại trúc dùng để luyện chế pháp bảo nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sử dụng tam đại thần mộc luyện chế không phải nói tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi sao đúng vậy đích thị là thiên lôi trúc loại thần vật này đích thân thiếp thân đã kiểm tra qua tuyệt đối không phải hàng giả phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc sau khi ăn vào một viên đan dược đã khôi phục tinh thần đôi chút khẳng định một cách chắc chắn có được vật ấy chẳng lẽ lại muốn bán cho người khác hàn lập nhìn chằm chằm nữ tử thanh âm đột nhiên lại trở nên lạnh lùng đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn thêm một bài học nữa muốn mượn đao giết người chăng? Không phải, vật ấy nguyên bản vốn định đem đến thiên tinh thành đấu giá nhưng không thành công, bao gồm cả vật ấy kèm theo một lượng lớn hàng hóa của bổn môn nửa đường bị cướp đi. Nhưng bổn môn hiện giờ đã tìm ra được hung thủ ăn cướp, đang chuẩn bị mời một số đồng đạo đem bọn họ một mẻ bắt hết. Phạm phu nhân do dự một chút rồi mới dùng bộ dạng thành thật nói ra. chương 402, tả hữu song sứ bị người cướp đi, ánh mắt hàn lập chấp động, thể hiện bộ dáng không tin. Xem ra tiền bối không tin những gì thiếp thân nói, nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn xác thực phạm phu nhân thu hồi vẻ tươi cười, cười khổ nói. Hai tháng trước, cửa hàng của bản môn tiếp nhận một cuộc giao dịch lớn, nếu nó thành công thì rượu âm môn của chúng ta trong vòng 10 năm không cần bất cứ một cuộc mua bán nào khác. Cho nên bổn môn đã thu toàn bộ hàng hóa trở về, do ông bang chủ xuất lĩnh hơn nửa số cao thủ của bản môn đi áp tải. Nhưng nửa đường lại bị một đám tu sĩ bịt mặt lao ra tập kích, trong những người này tu sĩ kết đan kỳ có đêm năm sáu người hơn nữa mỗi người đều có tà pháp cao thâm những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ tệ môn chủ không địch lại chúng đã tử trận tại chỗ hàng hóa trong túi chữ vật cũng bị bọn chúng cướp đi về phần đệ tử trong bổn môn bị trọng thương hơn một nửa nếu không phải hai vị trưởng lão khu động bí pháp liều mạng sợ rằng đối phương một mẻ lưới diệt hết mọi người cũng không ai hay biết nữ tử nói đến đây thanh âm trở nên nghẹn ngào trên mặt tràn đầy vẻ tang thương sẽ không phải là mã ra ra tay chứ. Hàn lập cơ hồ không cần suy nghĩ bật thốt lên, không có khả năng, mã ra chính là một trong tứ đại thương minh của loạn tinh hải. Có nền tảng tốt như vậy, sao lại làm ra loại giết người cướp của này? Hơn nữa bằng thực lực của họ, với một chút hàng hóa như vậy cũng không đáng để họ hủy đi danh tiếng của mình. Phạm phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ nhu nhược vô lực. Nhưng Hàn Lập cũng chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái rồi không nói năng gì, một chút đồng tình an ủi cũng không thể hiện ra. Thấy bộ dáng của Hàn Lập lạnh lùng như vậy, Phạm Phu Nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi vẻ bi thương của mình lại, tiếp tục mở miệng giải thích. Thanh thiên lôi trúc vốn là trấn phái chi bảo của một tiểu tông phái, nhưng hiện tại môn phái này xa suốt cực kỳ, chỉ còn lại duy nhất một vị truyền nhân. Cho nên cách đây không lâu đã bán cho rượu âm môn chúng ta. Mà tệ bang chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người, định bụng chuẩn bị làm xong đợt mua bán này sẽ mang nó tới thiên tinh thành đấu giá, không nghĩ tới lại bị tu sĩ khác cướp đi. Bất quá tệ môn chủ đối với đợt hàng hóa xuất môn lần này đã động thủ một ít tiểu tiết, do đó nơi những tu sĩ này cư trú được đệ tử bổn môn nhanh chóng truy xét ra. Nhưng trong đám tặc nhân này có không ít kết đan tu sĩ, chỉ bằng thực lực của bổn môn lấy cứng đối cứng muốn bắt bọn họ là chuyện không thể. Cho nên thiếp thân lần này ra ngoài, ngoại trừ muốn mua một ít hàng hóa ra thì còn muốn mời những vị tu sĩ tu vi cao thâm ra trợ giúp nhìn hai vị tiền bối pháp lực cao thâm nếu nguyện ý ra tay trợ giúp thiếp thân đại biểu tệ môn đem thanh thiên lôi trúc này làm thù lao tặng cho hai vị như vậy có được không nữ tử này sau một hồi vòng vo cũng đã nói ra ý định của nàng làm cho hàn lập nghe xong thần sắc như thường nhưng ánh mắt lại chuyển động không ngừng tựa hồ như đang suy tính điều gì phạm phu nhân thấy vậy biết hàn lập đang cân nhắc phân lượng lợi ích vội nhanh chóng thêm vào một cái điều kiện nữa nếu tiền bối thấy thù lao còn ít bổn môn nguyện ý tống tặng một vị nữ đệ tử còn hoàn bích làm tì nữ cho tiền bối không biết ý tiền bối như thế nào không có hứng thú hàn lập không chút đắn đo suy nghĩ lập tức cự tuyệt nữ tử nghe xong nhất thời cảm thấy tuyệt vọng thế thanh thiên lôi chúc đó còn chưa bị luyện hóa sao còn có thể tiếp tục sinh trưởng không hàn lập nhẹ nhàng thở ra một hơi đột nhiên nêu ra câu hỏi khiến cho nữ tử đối diện cảm thấy ngoài ý muốn chưa bị luyện hóa Thanh thiên lôi trúc này được tiểu môn phái đó tỉ mỉ giữ gìn hơn một nghìn năm, cho dù nhổ cả dễ ra thì tiếp tục nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ tiền bối không muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo mà lưu lại cấp cho hậu nhân sao? Nhưng loại thiên lôi trúc này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mỗi một nghìn năm mới cao thêm được một tấc, thật sự là rất khó để nuôi dưỡng nữ tử có chút kỳ quái hỏi. Nghe xong những lời này, Hàn Lập cũng không có trả lời nghi vấn của đối phương mà ngược lại cúi đầu, tiếp tục lâm vào trầm tư suy nghĩ đến lúc triệu trưởng lão lộ vẻ không kiên nhẫn được nữa hắn mới hà quyết tâm nói ngoại trừ thanh thiên lôi trúc trong số hàng hóa chúng ta muốn lấy thêm một kiện vật phẩm dù sao thì lần này cũng là ta và khúc đạo hữu đồng loạt ra tay hàn lập thần sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện không thành vấn đề điều kiện này tệ môn có thể đáp ứng phạm phu nhân vừa nghe hàn lập đáp ứng ra tay khuôn mặt lập tức tràn đầy xuân phong cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của hàn lập nếu như vậy khi nào xuất phát phu nhân phái người tới động phủ của ta báo tin động phủ của tài hạ chắc hẳn quý phái biết rõ nói xong lời này hàn lập bình thản đứng dậy không đợi phạm phu nhân nói thêm gì nữa liền chắp tay cùng khúc hồn phiêu nhiên bước ra ngoài cũng không đề cấp đến việc nữ tử đối với hắn sử dụng mỹ thuật thấy hàn lập rời khỏi dứt khoát như vậy đôi nam nữ của diệu âm môn có chút kinh ngạc hai mặt quay lại nhìn nhau dò xét trong mắt phạm phu nhân xuất hiện thần sắc phức tạp khuôn mặt có chút trở nên âm lãnh về tới động phủ Hàn Lập cũng không ngồi yên trong phủ đợi Diệu Âm môn phái người tới mời hắn mà hắn qua động phủ của một vài vị kết đan tu sĩ quanh đấy nghe ngóng tin tức về Diệu Âm môn. Đừng nói những người này còn chưa bao giờ nghe đến tên môn phái, thậm chí còn có vài người còn hay qua lại giao hảo với môn phái đó. Cứ theo như lời bọn họ nói, Diệu Âm môn cũng chẳng phải là một môn phái buôn bán lớn trong chốn Thương Minh. Bất quá môn phái này chủ yếu đều là nữ đệ tử, cho nên môn chủ cũng chỉ có thể là nữ đệ tử mới có thể đảm nhiệm. Thực lực của diệu âm môn tại loạn tinh hải cũng không được xem là cường đại, trong môn phái trừ môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng chỉ có tả hữu song sứ, đương nhiên cũng sẽ biết 12, hai, ba vị kết đan kỳ tu sĩ làm khách khanh trưởng lão Trấn Sơn. Có thể xem nó thuộc loại thế lực bậc trung, chưa đủ cường đại để lên thượng tầng mà cũng hơn xa hạ tầng. Bất quá cho dù có như vậy thì các thế lực bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc tới môn phái này. Điểm nổi bật nhất ở diệu âm môn chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ. Thường xuyên những nữ môn hạ xuất sắc trở thành đối tượng cho các thế lực tranh đoạt làm song tu bạn nữ, như vậy đạt được không ít sự trợ giúp của các thế lực ngoài sáng hoặc trong tối. Nhưng mà điều Hàn Lập quan tâm nhất là việc làm ăn của môn phái này coi như cũng đúng đắn, thậm chí cũng chưa nghe đến ác tích nào mưu hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất quá hồ mị thuật của Diệu Âm môn tại loạn tinh hải xem như cũng có chút danh tiếng, có không ít nam tu sĩ bị nữ đệ tử làm cho thần hồn điên đảo. Làm xong việc thu thập tin tức trong lòng Hàn Lập đối với diệu âm môn đại khái cũng có chút ấn tượng. Nếu cẩn thận tính kế thì nên buông tha nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ bỏ qua thiên lôi trúc. Xem ra không ra tay một lần thì không được, vì vậy hắn quay trở về động phủ, ngày đêm không ngừng gia tăng tốc độ luyện chế tam cấp khôi lỗi. Nửa tháng sau, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay tới tay Hàn Lập. Khi hắn nhìn thấy cũng không vội vàng mà chậm rãi đi chuẩn bị, chỉ mang theo khúc hồn cùng hai đầu huyết ngọc chi thù rời khỏi động phủ. Ngay khi tới cửa Thành Thiên Tinh thành đã thấy thiếu nữ tên Liên Nhi đứng đợi từ lúc nào, bộ dáng có vẻ sốt ruột. Vừa thấy thân ảnh của Hàn Lập cùng Khúc Hồn, sắc mặt lập tức chuyển qua vui mừng, vội vàng chạy đến nói, "Hai vị tiến bối, phu nhân bảo ta dẫn đường cho hai vị tới nơi tập trung, sau đó mới đồng loạt xuất phát." Hàn Lập nghe xong gật đầu, không nói nhiều lời phun ra một lục hoàng kiếm, đem theo thiếu nữ này cùng phi hành lên trời. Khúc Hồn cũng hóa thành một đạo hoàng mang bay theo thiếu nữ tên liên nhi này tựa hồ là lần đầu được người khác dùng pháp bảo mang theo phi hành lên trời nên trên tại kiếm quang của hàn lập tò mò nhìn xung quanh không ngừng thỉnh thoảng lại chỉ cho hàn lập lộ tuyến nhưng có khi ngẫu nhiên ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt hàn lập thì lại ngượng ngùng cúi đầu tại kiếm quang thiếu nữ đứng rất gần hàn lập cơ hồ là dán sát vào người hàn lập hàn lập chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cái gáy trắng như ngọc của thiếu nữ cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân làm cho hắn hưởng diễm phúc không nhỏ thiếu nữ tựa hồ cũng phát hiện điều này hai tai càng lúc càng trở nên đỏ hồng ngượng ngùng, khiến cho Hàn Lập cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được tự cười thầm. Trong lòng hắn đoán, Phạm Phu Nhân cho thiếp thân tỷ nữ bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn, không phải là không biết hắn không sợ hãi mị công mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ như vậy, hắn âm thầm cười lạnh vài tiếng, làm càn cúi xuống ngửi mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ thân thể run nhẹ nhẹ. Hai cái tai xinh xắn đã hoàn toàn chuyển qua màu hồng, trên mặt tựa hồ cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bất quá cử chỉ làm càn của Hàn Lập cũng chỉ đến thế, cũng không có tiến thêm những cử động khác nữa. Điều này khiến cho thiếu nữ yên tâm, tiếp tục chỉ đường cho Hàn Lập. Một khắc sau, Hàn Lập hạ thân xuống đỉnh núi của một đảo vô danh. Trên phạm vi 10 trượng đỉnh núi, ngoại trừ phạm phu nhân cùng triệu trưởng lão hai người ra còn có mười mấy người, hoặc ngồi xuống khoanh chân luyện khí, hoặc xì xào to nhỏ nói chuyện. Trong những người này kết đan kỳ có khoảng 5 người, còn lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, xem ra để triệu tập được những người này, diệu âm môn đã hao tổn không ít khí lực. Phạm phu nhân vừa thấy thiếp thân thị nữ của mình đem hàn lập và khúc hồn đến thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng đi tới. Hai vị tiền bối đến thật là vinh hạnh cho tệ môn. Thiếp thân thay mặt giới thiệu mấy người cho tiền bối nhân thức một chút. Nữ tử đưa đẩy ánh mắt nói. Nói xong liền mang theo hàn lập cùng khúc hồn giới thiệu vài vị cường giả tu sĩ kết đan kỳ cùng bốn tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người này ra, Phạm phu nhân cũng không có giới thiệu cho Hàn Lập biết thêm một tu sĩ nào khác, ngược lại có chút thị uy, hướng tới một lục y nữ tử xinh đẹp đi tới. Hàn Lập theo ánh mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện ra ngoại trừ những tu sĩ Phạm phu nhân giới thiệu cho hắn thì những người còn lại tựa hồ đều lấy lục y nữ tử làm trung tâm. Nữ tử này lông mày cong vút, mắt phượng lóng lánh, khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sát khí, chính là loại phụ nữ cao cao tại thượng. Bất quá đối với nam nhân mà nói, như thế này mới tạo cho người ta một ham muốn chinh phục. Nữ tử này trông thấy Phạm Phu Nhân đi tới chỉ cười lạnh nhưng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập và khúc hồn, liền quay đầu về phía sau thấp giọng nói với một vị trung niên tu sĩ, tựa hồ như không để ý tới Phạm Phu Nhân. Người đấy là ai? Hàn Lập bình thản hỏi. Chắc như đình, là hữu sứ của bổn môn Phạm Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. Ồ, Hàn Lập thản nhiên thốt lên, nhưng vẫn còn không kìm được quay qua nhìn nữ tử đó vài lần điều này làm cho Phạm Tĩnh Mai lộ ra một chút bất mãn. Hàn Lập không phải đối với chắc như đinh sinh ra hứng thù mà chỉ nghĩ, phong tư của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư. Phạm phu nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người qua khúc hồn lên tiếng. Nhưng khúc hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, Thủy Trung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình. chương 403, Xích Hỏa Lão Quái, Nam Cung Uyển, hàn lập rút cuộc cũng tìm được ngọn nguồn của tia gợn sóng kia người gọi là trác như đình này dùng nhàn tuy không giống với nam cung uyển nhưng lại có một ít phong vận của nam cung uyển trên người mới làm cho hắn cảm giác khác thường như thế ở sâu trong nội tâm có chút xúc động sau khi hiểu được nguyên nhân thì hàn lập có chút phức tạp nhìn qua trác như đình rồi thu ánh mắt trở về khôi phục lại tâm cảnh bình lặng chẳng qua cho dù hàn lập cùng khúc hồn tới nơi này nhưng phạm phu nhân cùng trác như đình vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tựa hồ còn đợi người nào đó. Thấy vậy, Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, cũng tìm một góc xa khuất cùng khúc hồn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người có tính nhẫn nại rất lớn thì chỉ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn, gặp tình cảnh này, Phạm Phu Nhân cùng chắc như đình cũng lộ ra vài phân lo âu, có chút miễn cưỡng ghé qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. Hàn Lập hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đang phỏng đoán các nàng đang chờ người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, tiếp theo xa xa nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen. Vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần nơi này, làm chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen trong chớp mắt đã đi tới bầu trời trên đầu mọi người, lúc này Hàn Lập và mọi người mới xem được rõ ràng đó là một đám mây đen lớn đường kính ước chừng 5-60 trượng. Diện tích to lớn cơ hồ đem cả đỉnh núi bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tia lửa lôi điện phát ra từ bên trong, càng thêm vẻ cực kỳ quỷ dị. Mọi người đang ngẩn ngơ thì từ trong mây đen bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh của một nữ tử. Xích tiền bối có thể để cho tại hạ xuống được không? Ta muốn cùng hai vị sư tỷ nói mấy câu, hắc hắc, đương nhiên không có vấn đề. Một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời, nghe thanh âm của hai người này, phạm phu nhân cùng chắc như đình thần sắc hơi đổi liền liếc mắt nhìn nhau các tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen sắc mặt lại có vẻ khó coi hàn lập cũng âm thầm kinh ngạc đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu diệu âm môn bổn sự thật là lớn như thế nào mà cũng mời được xích lão quái của nguyên quy đảo đến đây thanh âm của người này rất thấp nhưng do hàn lập dựa vào thần thức cường đại nên nghe rõ cực kỳ trong lòng không khỏi dùng mình nguyên quy đảo Xích hỏa lão quái mấy chữ này lọt vào tai thì Hàn Lập liền lập tức nhớ tới lai lịch của đám mây đen. Hắn khi cùng các tu sĩ khác nhàn đàm thì nghe người ta nói qua đại danh xích hỏa lão quái. Người này thành danh cực kỳ sớm, đã đến trình độ kết đan hậu kỳ, một thân quỷ thủy ma công biến hóa khó lường, tâm ngoan thủ lạt và trở mặt vô tình nổi tiếng loạn tinh hải. Có rất nhiều người quả quyết rằng xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ nhất, sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như cực âm lão tổ, bởi vậy hắn độc chiếm cả nguyên quy đảo mà không người nào dám trêu chọc, được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng một vị tu sĩ mà đạo thanh danh không nhỏ như thế nào lại tới nơi này, chẳng lẽ thật sự là do Diệu Âm môn mời đến trợ giúp? Hàn Lập bất động thần sắc, đề cao cảnh giác, dương mắt nhìn kỹ lên đám mây đen. Lúc này, mây đen quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thước tha mềm mại nhưng trên mặt lại có vầng khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ. Phạm phu nhân cùng chắc như đình thấy nữ tử này xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón. Uông sư muội, như thế nào mà xích lão quái lại đến đây vậy? Chẳng lẽ là do ngươi mời đến, có cần thiết hay không? Chắc như đình nhướng mày, thấp giọng hỏi. Đúng đó, lão quái này cũng không phải là dễ trêu chọc, đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ mà tiến thần lại khó a. À. Hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng đủ rồi. Phạm phu nhân sắc mặt cũng ngưng trọng nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn hai vị sư tỷ nghĩ là tu sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ nữ tử áo tím không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng nhàn nhạt hỏi sư muội lời này của ngươi có ý tứ gì đối phương còn có nhân vật khó giải quyết khác sao phạm phu nhân nghe xong cả kinh lập tức hiểu được ý tứ của nữ tử áo tím liền hỏi chắc như đình cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc ta nhận được tin tức ở sao huyệt của đối phương còn có một vị đầu mục kết đan hậu kỳ tỏa trấn chỉ bằng nhân thủ do hai vị sư tỷ triệu tập trợ giúp còn có chút yếu kém, cho nên ta liền đi nguyên quy đảo một chuyến, nhờ xích hỏa lão quái ra tay. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói, nghe xong lời này, phạm phu nhân hai người mặt lộ vẻ bán tín bán nghi, chỉ liếc mắt nhưng không nói gì. Tuy nhiên các nàng cũng biết, có thể nhờ xích hỏa lão quái ra tay thì vị sư muội này khẳng định phải ra giá thật lớn. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận việc này, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp. Lúc này, nữ tử áo tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần, gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Hai vị sư tỷ đã mời được số tu sĩ kết đan so với ta dự tính nhiều hơn một chút. Hơn nữa có xích hỏa lão quái tương trợ, lần này nhất định phải đem nhóm tà tu kia chém tận giết tuyệt, báo thù món nợ giết mẹ. Thanh âm của nữ tử áo tím trở nên vô cùng băng hàn, tràn ngập sát khí vô tận. Yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho môn chủ, Chắc như đình nhẹ vuốt mái tóc đen, chậm rãi nói. Không sai, môn chủ đối với hai người chúng ta đều có đại ân, chúng ta cho dù bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương. Phạm phu nhân thần sắc nghiêm trang nói theo, nghe xong lời này, nữ tử áo tím có chút cảm động, hướng hai nàng thi lễ tạ ơn. Lần này phiền hai vị sư tỷ dốc sức, giống như lần trước đã nói rõ, chỉ cần có thể báo đại cửu cho ra mẫu thì vị trí lãnh đạo diệu âm môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương. Uông ngưng tuyệt sẽ không tham lam tranh đoạt, nữ tử áo tím vẻ mặt kiên quyết nói, nàng vừa dứt lời thì khuôn mặt xinh đẹp việt trần của trác như đình lộ ra một tia phức tạp, đôi môi anh đào định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng. mà phạm phu nhân nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bảo trì vẻ chấn định nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn không thể giấu giếm. sách sách nói vậy, vị này chính là diệu âm môn tử linh tiên tử sao? đáng tiếc trên mặt thi triển pháp thuật thực có chút tiếc nuối a. đứng cách đó không xa hàn lập, tu sĩ họ mạnh đột nhiên lẩm bẩm nói hàn lập nghe xong trong lòng cũng sao động tử linh thiên tử tựa hồ nghe người ta nói qua dung mạo rất xinh đẹp là một trong những mỹ nữ nổi danh nhất loạn tinh hải chẳng lẽ chính là nàng ta sao hàn lập có điểm kinh ngạc hai mắt nhìn về nữ tử áo tím ở phía xa lúc này nữ tử áo tím cùng hai người phạm phu nhân đã nói xong liền phiêu phiêu giống như tiên nữ bay trở về đám mây đen sau đó dưới thần sắc trịnh trọng của hai vị tả hữu song sứ mọi người rút cuộc cũng xuất phát mười đạo quang hoa nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời hình thành một đội hình lỏng lẻo hướng phía bắc đi tới hàn lập cùng khúc hồn bay ở giữa nhưng sau sau không nói một tiếng gấp rút phi hành nhưng tu sĩ họ mạnh lại không biết vì sao bay đến bên cạnh hàn lập cười nói không ngừng hàn đạo hữu sao lại đáp ứng giúp đỡ phạm tả sứ vậy mạnh mỗ bởi vì có một vị tiểu thiếp là thân truyền đệ tử của nàng nên không thể không cấp chút nhân tình a à. chẳng lẽ hàn đạo hữu cũng là tại hạ không có diếm phúc như đạo hiếu, phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tại hạ thứ khác. Hàn lập không lạnh không nóng nói, thật sự là đáng tiếc, lão đệ, thứ tốt nhất của diệu âm môn đương nhiên là nữ đệ tử mỹ mạo như hoa. Đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ, thật sự là. Nghe lời nói lại nhảy không dứt, hàn lập tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm giác có chút giờ khóc dở cười. Chẳng qua loại người lắm lời lại khiến hắn hồi tưởng tới vị vu đại sư huynh tại Hoàng Phong Cốc kia, nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì. Vì thế, Hàn Lập Câu có câu không đáp lời, cả đội ngũ do người của Diệu Âm Môn dẫn dắt bay đến trên bầu trời của một tòa hoang đảo. Lúc này trên đảo sớm đã có vài vị đệ tử cấp thấp của Diệu Âm Môn đứng đợi đã lâu, mà sao huyệt của bọn phỉ ở trên một hòn đảo vô danh khác cách đó không xa, đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ. Sau khi biết được đám tà tu sĩ đều ở tại sao huyệt, không có đi ra ngoài, tử linh tiên tử trong mây đen lại bay ra, để cho Hàn Lập cùng các tu sĩ khác nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị thì mới đánh lén. chương 404, Quỷ Cục, một đêm vô sự, ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, nhóm tu sĩ liền im lặng không tiếng động xuất hiện trên bầu trời xào huyệt của nhóm tà tu. Chính là ở đây sao? Tử linh tiên tử có chút nghi hoặc dò xét tiểu đảo tối đen bên dưới vài lần. Đảo này thật sự quá nhỏ, phạm vi cũng chỉ có vài dặm, Tuy là đảo nhưng chính xác phải nói nó là một khối đá thật lớn thì đúng hơn. Đúng vậy, chẳng những đàn kim thiền theo dõi tới nơi này mà hai vị trưởng lão cũng đến xác nhận qua, người đi ra đi vào đích thật là tà tu." Phạm phu nhân ở một bên nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím yên lặng gật gật đầu, trong lòng không còn vẻ nghi ngờ nữa. Chẳng qua nơi đây, hiển nhiên chính là nơi đối phương tạm thời đặt chân. Chẳng những đảo nhỏ đến đáng thương, thậm chí lúc này quanh đảo cũng bố trí một cái ảo trận nhỏ cực kỳ đơn giản căn bản không ngăn được bất kỳ ai. Giết hết không cần quan tâm, vì thế dưới sự ra lệnh của tử linh tiên tử, xích hỏa lão quái trên đám mây đen phát ra một tiếng cười quái dị, vài đạo lôi hỏa nổ vang đánh xuống, liền dễ dàng đem trận này phá tan không còn một mảnh, sau đó nhóm tu sĩ không khách khí bay vọt xuống. Động tĩnh do phá trận hiển nhiên kinh động tới người ở trên đảo. Mấy tiếng hét lớn vang lên, trên đảo có gần 4, 50 đạo ánh sáng các loại bay lên, một số đông tu sĩ nghênh đón bọn họ, Đầu lĩnh chính là ba gã tu sĩ kết đan kỳ, bọn họ vừa thấy bọn người diệu âm môn trước mặt, không khỏi dùng mình. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, Phạm phu nhân đã hô lớn đánh, sau đó dẫn đầu phóng ra ngân luân pháp khí công kích tới. Các tu sĩ khác cũng không khách khí đều ra tay, nhất thời, trên bầu trời các sắc hào quang phát ra. Tiếng kêu bén nhọn cũng vang lên, Hàn Lập một khi đã không muốn gây chú ý đối với Thiên Lôi Trúc, tự nhiên cũng sẽ không xuất nó ra mà cùng với khúc hồn chỉ phóng xuất các pháp bảo bao lấy năm sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ, chuẩn bị đem bọn họ tiêu diệt hết. Hai người đều có tu vi kết đan kỳ, đối phó vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ tự nhiên phải là việc dễ dàng, nhưng sự tình xuất hiện làm hắn giật mình. Bốn năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ này khi phát hiện hai người Hàn Lập là tu sĩ kết đan kỳ thì thần sắc đại biến, thân hình điên cuồng trướng lên, phá rách quần áo, biến thân thành hình tượng sát yêu quen thuộc mà Hàn Lập đã từng thấy. Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, thiếu chút nữa cặp mắt rớt ra. Tuy tốc độ cùng tu vi của bọn chúng sau khi biến thân khá hơn một phần nhưng Hàn Lập hôm nay đâu còn là tu sĩ trúc cơ kỳ như trước kia, bọn chúng cũng chỉ chống đỡ được một đoạn thời gian rồi bị Hàn Lập cùng Khúc Hồn đem Lục Hoàng kiếm và Hỗn Nguyên bát đánh thành cho bụi. Hàn Lập lúc này mới phát hiện, những người này biến thân tựa hồ cùng sát yêu hắc sát giáo kia có chút khác biệt, chẳng những không cần niệm chú hóa kén liền có thể biến thân thành công, hơn nữa bên trong cơ thể cũng không có ngưng kết huyết ngưng ngũ hành đan. Điều này làm cho hắn như lạc vào mây mù, càng thêm hồ nghi thầm nghĩ nhóm kiếp phỉ này rút cuộc cùng hắc sát giáo kia có quan hệ gì. Chẳng qua hắn lập tức thu liếm tâm thần, ngưng thần hướng xung quanh nhìn lại. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giải đáp nghi vấn, nếu bị người nào đó nhân cơ hội đánh lén thì đúng là oan uổng. Nhưng tình hình đập vào mắt làm cho nghi ngờ trong lòng hàn lập càng lúc càng tăng. Chỉ thấy mấy tà tu trúc cơ kỳ phần lớn đều sử xuất ra sát yêu biến thân thuật. Hơn nữa hợp thành các nhóm nhỏ, đang cực kỳ hung hãn liều mạng. Trong bọn họ tu vi cao nhất là ba vị tu sĩ kết đan kỳ, sớm bị xích hỏa lão quái thi triển pháp thuật đưa vào trong mây đen, bao vây lại không thể thoát thân. Chỉ nghe thấy trong đám mây đen kia có tiếng ầm ầm không ngừng, tựa hồ bọn họ đang khổ sở chống đỡ. Do đó dưới sự tấn công điên cuồng của vài tu sĩ kết đan kỳ cộng thêm 10 tu tiên giả trúc cơ kỳ, trong nháy mắt mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ của đối phương đã bị diệt hơn phân nửa, những người còn lại vẫn đang hung hãn đánh, không có vẻ gì sợ sệt cả hình dáng biêu hãn của bọn họ làm đa số tu sĩ diệu âm môn cũng cảm thấy ngạc nhiên chính lúc này một tiếng thét cuồng nộ từ phía dưới truyền đến làm cho người phe diệu âm môn hai tai ông ông sắc mặt mỗi người không khỏi khẩn trương còn thất thần gì chứ mau tiêu diệt bọn họ tên gia hỏa khó giải quyết đã tới rồi trên mây đen vang lên tiếng của xích hỏa lão quái chúng tu sĩ lúc này mới giật mình hiểu ra vội vàng thúc giục pháp bảo cùng pháp khí trên tay tiếp tục công kích mãnh liệt Chẳng qua tu sĩ trên đảo sau khi nghe tiếng hét tinh thần liền đại chấn, càng phát ra thế ngăn cản mạnh hơn nên nhất thời trận chiến không thể thu hoạch thêm gì. Mà trên đảo bay ra mấy đạo hào quang màu trắng xám, chớp mắt đã tới không chung. Chúng tu sĩ lúc này mới dừng tay, nhìn người năm tu sĩ kết đan kỳ vừa mới bay tới như thể lâm phải đại địch. Chỉ thấy cầm đầu là đại hán trung niên sắc mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan chính, nhưng sát khí bừng bừng. Hơn nữa từ pháp lực dao động trên người hắn xem ra, tu vi vượt xa bốn người còn lại, dường như là tu sĩ kết đan học kỳ. Bốn người còn lại là tu sĩ kết đan sơ kỳ, chỉ có điều những người này đồng dạng trong mắt vé lửa nhìn nhóm người diệu âm môn. Các ngươi là ai, dám đổ lục đệ tử ẩn sát môn của chúng ta, bổn tọa muốn các ngươi phải trả nợ máu. Người trung niên dò xét giữa không chung chỉ còn có mấy đệ tử, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo nói. Nghe xong lời này, những người khác đều sững lại. Sao vị kiếp phỉ này không có vẻ sợ hãi khi bị người tìm tới cửa truy bắt, ngược lại còn nói lời hùng hồn như vậy? Người có chút thông minh không khỏi có điểm trần chờ nhìn về nhóm tử linh tiên tử cùng Phạm Phu Nhân. Ánh mắt trong suốt của tử linh tiên tử cũng hiện ra vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng nói cái gì bỗng có một người hét lớn, bay vọt ra. Hãy bớt xàm môn đi, tất cả các người chết cũng không đền hết tội. Triệu trưởng lão luôn luôn theo sát Phạm Phu Nhân đột nhiên bay ra khỏi đám người, tay dương lên, thả ra một đạo hỏa quang dài hơn một trượng, bay thẳng đến đối phương. Trung niên tu sĩ thấy vậy giận dữ, dịch truyền một chút, trên người toát ra đám ma mà khí màu trắng cao hơn 10 trượng, cấp tốc quay cuồng, trong khoảnh khắc biến thành một mặt quỷ thật lớn. Mặt quỷ vừa mới hiện ra, lập tức liền mở mồm, hung hăng phóng về phía trước. Đoàn hỏa quang do Triệu trưởng lão phóng ra vừa lúc rơi vào trong miệng mặt quỷ, lóe lên rồi biến mất. Sau đó, mặt quỷ không chút ngừng lại, trực tiếp đánh về phía Triệu trưởng lão. Nhất thời vị này lộ ra vẻ kinh hoàng, tốc độ hắn phi về còn nhanh hơn lúc bay ra, sau vài cái chớp nhoáng đã ở trong đám người hơn nữa miệng còn lớn tiếng hét lên. Mọi người đồng loạt lên đi, người này là tu sĩ kết đan hậu kỳ, đơn đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nghe xong lời nói xúi dục này, hai vị tu sĩ kết đan kỳ cùng một bộ phận đệ tử trúc cơ kỳ của diệu âm môn lập tức thả ra pháp khí cùng pháp bảo công kích quỷ đầu kia. Nhưng có nhiều người trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt trở nên bàng quan. Nhất thời trên không trung có chút hỗn loạn, gặp tình cảnh này, mặt hàn lập nhíu lại, tay chân không động nhưng thân hình lại cùng khúc hồn từ từ lùi về phía sau. Sự tình có điểm bất thường, mặc dù không biết đã phát sinh gì nhưng Hàn Lập đã có ý định nếu xuất hiện nguy hiểm thì lập tức chạy ngay. Chậm động thủ đã, ở đây có điểm bất thường, nữ tử áo tím cũng nhìn ra điều không ổn, lạnh lùng hướng đệ tử diệu âm môn quát lớn. Nhưng tu sĩ của diệu âm môn đang động thủ căn bản không ngừng lại, vẫn đang vây quanh quỷ đầu mãnh công, bộ dáng làm như không nghe thấy. Gặp tình cảnh này, bọn người không động thủ như hàn lập sắc mặt khẽ biến trong lòng trầm xuống trung niên tu sĩ đối diện không phải là kẻ ngu dốt đồng dạng cũng nhìn ra sự tình cổ quái hắn suy nghĩ một chút rồi hướng quỷ đầu vẫy tay quỷ đầu kia liền rít lên một tiếng hé miệng phun ra vô số khỏa quang cầu màu trắng khoảnh khắc đem các pháp khí cùng pháp bảo đang công kích đánh cho đông ngã tây nghiêng rồi nhân cơ hội bay về trước người này các tu sĩ ra tay ngây ngẩn nhất thời cũng không ai dám một mình lao ra khỏi đám người đến công kích đối phương Ai có thể nói cho ta biết, việc này rút cuộc là sao? Thừa dịp, tử linh tiên tử rút cuộc tách ra khỏi nhóm tu sĩ diệu âm môn, đứng ở giữa song phương lạnh lùng hỏi. Chuyện này là sao? Các ngươi vô cớ giết nhiều đệ tử bổn môn như vậy mà còn hỏi bổn môn chủ. Người trung niên âm hàn nói, hai mắt chẳng biết khi nào biến thành màu xanh biết quỷ dị. Cướp hàng hóa của diệu âm môn chúng ta, còn giết môn chủ bổn môn do các ngươi làm sao? Nữ tử áo tím dương mắt nhìn đối phương, không hề có chút cảm tình chậm rãi hỏi nói bậy, ẩn sát môn chúng ta rất ít lui tới cùng tu sĩ bên ngoài, sao có thể làm ra loại sự tình này? Trung niên nhân sắc mặt lộ vẻ giận dữ lớn tiếng phản đối. Nghe xong lời này, nữ tử áo tím cũng trầm mặc, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ băng hàn. Người khác nghe xong đoạn đối thoại cũng đều ý thức được cái gì đó, thần sắc trở nên khác nhau. Xem ra có người trong song phương chúng ta bày mưu hãm hại. Phạm phu nhân bỗng nhiên từ trong nhóm tu sĩ đi ra, chậm rãi nói: hư là mưu kế trong bọn người các ngươi, không phải chúng ta." Người trung niên âm trầm như nước nói, hắn vừa mới cực cực khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, cơ hồ trong một ngày bị tiêu diệt hết, điều này có thể nào không làm cho hắn đối với những người trước mắt hận thấu xương. Nếu không thấy đối phương có nhiều tu sĩ kết đan kỳ cộng với việc không nắm chắc đối phó được với tên tu sĩ quỷ dị trong đám mây đen kia thì dù hắn biết trong đối phương có người đặt điều, cũng muốn liều mạng đánh cho bọn họ nguyên khí đại thương. Nữ tử áo tím nghe xong, trong mắt vẫn lạnh như băng mà Phạm phu nhân chỉ có thể cười khổ chờ đợi. Triệu trưởng lão, phu trưởng lão, hai người có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích. Tử Linh Tiên tử chậm rãi quay đầu, nhìn vào hai vị trưởng lão, bình tĩnh nói. Chương 405, phụ thân đại pháp, từ thanh âm băng hàn của Tử Linh Tiên tử, các tu sĩ khác ánh mắt cũng nhìn về chỗ nào đó trong đám người. Triệu trưởng lão cùng một vị trung niên nho sinh ánh mắt vẫn không có gì thay đổi đang đứng tại chỗ vị nho sinh này là một vị trưởng lão khác của diệu âm môn thường xuyên đi theo bên người trác như đình gặp cảnh như vậy phạm phu nhân cùng trác như đình đều nghĩ tới chuyện gì đó sắc mặt cũng cực kỳ khó coi trong lúc này thì vẻ mặt của phạm phu nhân có khí sắc kém cõi nhất hình dáng hơi có chút nhớn nhác ai đang lén lút vụng trộm ở đây trong mây đen bỗng chuyển đến một tiếng hét phẫn nộ của xích hỏa lão quái tiếp theo lôi hỏa liên tiếp từ trong đám mây bay ra như linh xả hướng phụ cận gần đó đánh tới chỉ thấy nơi vốn không có một bóng người ánh sáng bỗng tối sầm lại, một mảng hắc khí to lớn đột nhiên bạo liệt mở ra, đem mấy cái lôi hỏa này cắn nuốt không còn một mảnh, tiếp theo một nam tử dáng thấp lùn xuất hiện. Ô sử, Hàn Lập đang ở trong đội ngũ lặng lẽ lùi lại, vừa thấy nam tử có bộ dáng kia, trong lòng cả kinh thầm kêu lên tên người này. Lúc này, có không ít tu sĩ khác nhận ra hắn, đồng dạng cũng kinh hô lên. Người của ẩn sát môn sắc mặt đại biến, hung hăng nhìn chồng chọc ô sửu, nhưng người trung niên cầm đầu lại có vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn ô sử thì trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc hắc, thực không hổ là xích hỏa lão quái đại danh đỉnh đỉnh, có thể nhìn thấu ẩn nặc bí thuật của bồn thiếu chủ. Ô sử không thèm liếc mắt nhìn mọi người ở đây mà chỉ hướng lên đám mây đen nói. Hừ, trong mây đen truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi không còn nghe thêm bất kỳ thanh âm nào nữa, điều này làm cho sắc mặt ô sử âm hàn. Sự tình này, chẳng lẽ là do cực âm đảo các ngươi dở trò quỷ sao? Khi phát hiện sự tình không đúng, chắc như đình nãy giờ không nói chuyện, rút cuộc cũng mở miệng. Đúng, sự tình này đều là do bổn thiếu chủ an bài, hàng hóa của diệu âm môn các ngươi do người của bổn đào cước, nhị vị trưởng lão cũng do bổn thiếu chủ phân phó giá họa cho ẩn sát môn. Ngoài dự kiến, ô Sửu không có một chút ý che giấu, cười lạnh một tiếng rồi thừa nhận tất cả. Hơn nữa ánh mắt toát ra vẻ dâm ô, láo liên không ngừng, nhìn lên người nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím trong mắt vẫn thanh lãnh như trước, lạnh lùng nhìn ô sử không nói một câu lúc này triệu trưởng lão cùng nho sinh và một số tu sĩ vừa mới xuất thủ bỗng nhiên bay tới bên cạnh ô sử hình thành nên chân kiềng rằng có giữa ba phe gặp cảnh như vậy mặc dù từ linh tiên tử và chắc như đình sớm đã đoán được nhưng vẻ mặt cũng biến đổi sắc mặt có chút trầm trọng triệu mạnh hai vị trưởng lão bổn môn luôn luôn đối với các ngươi không tệ các ngươi sao có thể làm ra việc như thế này phạm phu nhân khuôn mặt sớm tái nhợt khi triệu trưởng lão cùng đám người bay đến cạnh ô Sửu thì rút cuộc nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. Phải biết rằng, trong diệu âm môn nàng cùng với Trác như đình luôn đối kháng nhau, vì triệu trưởng lão mà tiêu phí không ít tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân để mượn sức đối phương, mà hiện tại đối phương một tiếng cũng không nói liền phản bội lại nàng, điều này làm cho nàng quá phẫn nộ. Phạm tả sứ, lão phu cũng không muốn làm việc này. Nhưng mạng của tại hạ cùng mạnh trưởng lão sớm đã nằm trên tay người khác, thật sự là thân bất do kỷ, Triệu trưởng lão nét mặt già nua nói, nghe vậy, phạm phu nhân dùng mình, những mày định nói cái gì đó thì lại bị tử linh tiên tử lạnh lùng ngắt lời. Phạm sư tỷ hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, đối phương một khi đã dám thiết lập mưu kế như vậy, khẳng định còn có thủ đoạn khác phía sau, chúng ta hôm nay nếu thoát được rồi mới nói đi. Phạm phu nhân liền im lặng, hắc hắc, thực không hổ là tử linh tiên tử tài mạo song tuyệt. Bổn thiếu chủ ngưỡng ngộ đã lâu, chẳng biết tiên tử có hứng thú gả cho bổn thiếu chủ hay không. Phải biết rằng bổn công tử tuy thê thiếp có rất nhiều, nhưng vị trí tránh thê vẫn chưa định. Ô sử dương mắt nhìn nữ tử áo tím khuôn mặt đang dùng pháp thuật che giấu, có chút say mê nói. Được, có thể, tử linh tiên tử mặt không chút thay đổi nói. Lời này làm hàn lập cùng các tu sĩ khác ở đó bị sốc. Ô sử cũng ngạc nhiên, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi lại. Uông cô nương, lời ấy thật sao? Ngươi đem toàn bộ tu sĩ ngày đó sát hại mẫu thân ta xử tử hết. Ta liền làm vợ ngươi. Tử linh tiên tử thanh âm lạnh lùng nói. Lời này làm ô sử mặt mày đang vui mừng liền ngưng trệ lại, nhướng mày lên. Điều kiện này không được, ngày đó ra tay có rất nhiều người đều là tâm phúc của gia tổ, tại hạ không có quyền xử tử bọn họ. Không bằng, tử linh cô nương đổi một điều kiện khác được không? Tử linh tiên tử cười lạnh vài tiếng, thấp giọng cùng phạm phu nhân nói vài câu gì, không để ý tới lời của ô sử. Gặp này tình cảnh, trên khuôn mặt xấu xí không chịu nổi của hắn liền thoáng qua vẻ bạo ngược, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó, đè nén tức giận xuống, chuyển ánh mắt nhìn phía tu sĩ ẩn sát môn. Tôn sư thúc, không nghĩ bao nhiêu năm không gặp, các người đã bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, thật sự là rất vui mừng a. À. Ô sử lạnh lùng nói, sư thúc, cách xưng hô của ô sử làm những người khác chấn động. Trong lòng hàn lập đánh thịt một cái, bất an càng lớn. Đem thần thức sớm tra xét bốn phía một lần nhưng không có phát hiện thêm ai mai phục. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút chủ trừ, không biết nên lập tức bỏ chạy, hay là ở lại nhìn xem tình thế rồi tính tiếp. Dù sao hắn còn không biết rõ ràng thiên lôi trúc rút cuộc là thật hay giả. Nhưng thấy người trung niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u, trả lời. Ta sống tốt lắm, nhưng không nghĩ tới vừa mang theo một ít môn hạ đi ra đã bị người của các ngươi phát hiện. Xem ra lần này thật đúng là sai lầm rồi. Hắc hắc, tôn sư thúc khéo nói đùa, dù ai trong thông thiên vụ hải đợi hơn 10 năm cũng phải hoạt động một chút, huống hồ lần này tôn sư thúc đi ra hơn phân nửa là vì sự tình hư thiên điện. Năm đó một vài phần của hư thiên tàn đồ bị sư thúc mang theo, chẳng biết hôm nay có ở trên người hay không. Tính ra thời gian 300 năm hư thiên điện xuất hiện sẽ nhanh đến. Nếu sư thúc chủ động đem đồ này giao cho sư điệt, tại hạ có thể hướng ra tổ cầu tình, đến lúc đó lưu lại cho sư thúc một mạng được không? Ô sử nhìn phía người trung niên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, nói lời dẫn dụ. Nghe xong, người trung niên im lặng, nhưng một lát sau liền lạnh lùng trả lời tác phong của cực âm lão ma mấy năm làm đệ tử như chúng ta còn không biết sao chứ chỉ sợ ta bên này đem đồ giao cho ngươi bên kia liền bị hắn giết hơn nữa hơn nữa cái gì ô sử nhíu mày hỏi hơn nữa người nghĩ rằng ngươi có thể làm chủ hay sao lão quái vật ngươi cũng không cần ẩn trốn nhanh hiện thân đi người trung niên lạnh lùng nói nghe xong lời này hàn lập và các tu sĩ như bị một cú sốc vội vàng nhìn ra chung quanh chẳng lẽ cực âm lão tổ ở nơi này? Nhưng bốn phía vẫn yên tĩnh như thường, không có gì dị thường xuất hiện. Các tu sĩ có chút hoài nghi, lại nhìn người trung niên cùng Ô Sửu. Ngươi muốn làm cái quỷ gì? Ta sao không thể? Ô Sửu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ nói được nửa câu thì thần sắc liền thay đổi, bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái. Hắn dùng loại thần sắc này dương mắt nhìn người trung niên, một lát sau quỷ dị cười. Tốt, tốt, không hổ là một trong những đệ tử năm đó được ta coi trọng nhất chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thân phận lão phu. Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt Ô Sử bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo, méo mó, trong chốc lát mọi người ở đây kinh ngạc thấy hắn biến thành một lão giả xấu xí, nhỏ gầy, hai mắt híp lại. Thấy vậy, bọn người Hàn Lập cảm thấy lạnh sống lưng. "Phụ thân, ta đã biết ngươi sao có thể đem sự tình trọng yếu giao cho một vãn bối đi làm, phải tự mình đến đây, bất chấp đây không phải bản thể của ngươi." Người trung niên thần sắc khẩn trương hướng lão già nói, thanh âm thấp xuống đồ đệ ngoan người dám cùng vi sư động thủ hay sao lão già mới xuất hiện trên môi động đậy một chút trong bụng phát ra thanh âm cực kỳ bén nhọn đập vào tai làm mọi người đau đớn không kìm được lui lại mấy bước hừ đồ đệ năm đó người đối với chúng ta giết chết chỉ bằng một ý niệm khi có chút không vâng lời thậm chí còn muốn trừu thần luyện hồn có từng xem chúng ta là đồ đệ đâu bất quá chỉ là nô lệ của ngươi mà thôi hơn nữa ngươi hiện tại thi triển phụ thân thuật nhiều lắm cũng chỉ phát huy được ba phần tu vi, ta có gì mà không dám. Người trung niên lạnh giọng nói, sau đó hai vùng tay lên, quỷ đầu trước người khoách đại, trong chớp mắt càng dữ tợn, đáng sợ hơn. Tử linh tiên tử cùng bọn tu sĩ Hàn Lập bị cục diện quỷ dị này chấn trụ, trong nhất thời thần sắc khác nhau. Lão giả khi nghe xong lời của người trung niên, không tức giận, ngược lại nhàn nhạt nói. Tốt, nếu là trăm năm trước, người nói những lời này thì rất đúng. Bằng ba phần tu vi của ta, muốn chóc nã bắt sống người thật có chút khó khăn, nhưng hiện tại. Nói tới đây thì hắn lộ ra một tia cười trào phúng. chương 406, Thiên Đô Thi Hỏa, trung niên nhân nghe lão giả nói xong, thần quang trong mắt liền co rút lại, lộ ra vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành ma công nọ, giọng nói của hắn có chút kinh ngạc, ngươi đoán đúng lắm, nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu trói xem ra ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. Nếu không hậu quả như thế nào, không cần nói ra chắc ngươi cũng biết chứ lão giả vừa nói xong vươn tay ra chỉ nghe bục một tiếng một hỏa cầu hắc vụ màu đen như mực bay lơ lửng trong lòng tay của hắn thiên đô thi hỏa rút cuộc ngươi cũng luyện thành lúc này sắc mặt của trung niên nhân chuyển sang trắng bạch tiếng nói khô khốc bộ dạng vô cùng kinh hãi gặp phải tình cảnh này cực âm tổ sư cười lạnh một tiếng đột nhiên quay đầu lại nhìn nhóm người của tử linh tiên tử cười ngạo nghễ nói các ngươi nghe kỹ rồi chứ hôm nay tâm tình của bồn tổ sư vui vẻ vì vậy có thể tha cho các ngươi một con đường sống chỉ cần từ nay về sau các ngươi đồng ý quy thuận cực âm đảo thì có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại khi bổn tổ sư có lệnh làm việc các ngươi phải cố gắng hoàn thành nếu không hậu quả sẽ bị hồn phi phách tán còn bây giờ mỗi người phải giao ra ba phần nguyên thần lên cấm thần bài này mới được yên ổn rời đi nói xong tay kia của hắn cho vào trong áo mò mò lấy ra một cái mộc bài đen kịt lạnh lùng nhìn mọi người Hàn Lập cùng với những tu sĩ khác nghe xong, tất cả đều kinh hoàng nhìn nhau. Với danh tiếng của đối phương như vậy, không ai ngu ngốc đi lên chủ động tiếp lấy mà cũng không ai to gan lớn mật dám nói không tiếp, nhất thời tại đương trường hoàn toàn im lặng. Phía bên tử linh tiên tử, tu sĩ kết đan kỳ ngoài Hàn Lập, khúc hồn cũng chỉ có tu sĩ họ mạnh cùng một tu sĩ mũi ưng do chắc như đình mời đến. Còn tất cả mọi người còn lại, bao gồm luôn cả tử linh tiên tử, phạm phu nhân cùng với sáu, bảy người khác đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ mà thôi lúc này xích hỏa lão quái đang trốn trong mây phía trên vẫn bất động thanh sắc sớm đã đem ba tên tu sĩ của ẩn sát môn vây khốn lúc đầu thả ra không nói một câu xem ra các ngươi đúng là muốn bị hình thần câu diệt tốt vậy bổn tổ sư sẽ thành toàn cho các ngươi cực âm tổ sư thần sắc cực kỳ âm trầm độc ác nói khi âm thanh vừa kết thúc tu sĩ mũi ưng đứng phía sau trác như đình đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang hướng về phía sau phóng đi trong ánh mắt kinh sợ của trác như đình nhanh chóng bay ra xa hơn 10 trượng, mới mơ hồ truyền đến một tiếng hử lạnh. Hừ, Phong Mỗ không muốn cùng với lão tổ ngươi đối đầu, mà cũng không có hứng thú bị người ta điều khiển. Vậy, ta đi trước một bước đây. Trong thời gian mấy lời ngắn ngủi đó Hoàng Mang lại phi bắn ra xa thêm vài chục trượng. Tốc độ thật sự quá nhanh a. À. Cực âm tổ sư thấy việc này, hung quang trong mắt chợt lóe lên, bàn tay nâng viên hỏa cầu màu đen hướng về phía Hoàng Mang nhẹ nhàng ném đi. Hỏa cầu màu đen rời tay lóe lên vài lần, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng đen mỏng mảnh, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Những người khác đều cảm giác được có điều gì đó không sao nói rõ được, còn thần sắc của Hàn Lập liền trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó trong đạo hoàng mang xa xa bỗng phát ra một tiếng hét thảm. Rồi đùng một cái, biến thành một ngọn lửa màu đen quỷ dị, sau đó ngọn lửa nhanh chóng nhỏ đi và tan mất, trong nháy mắt chỉ hiện ra một kiện pháp bảo phi đao, ngoài ra không còn thấy cái gì hết. Hí, Hàn Lập hít một luồng hơi lạnh, Tốc độ phi độn của Hắc Diễm thật sự là nhanh không thể tả. Hắn tự xét dưới tình huống đó nếu hắn ở khoảng cách xa hơn một chút cộng với tập trung tinh thần đối phó thì còn tránh né được vài phần, nhưng nếu trong khoảng cách vài ba chục trượng thì thật sự không cách nào thoát được. Hơn nữa nhìn hắc diễm đem người kia tiêu diệt đốt thành cho bụi không còn một chút manh giáp thì uy lực của nó tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém thanh dương ma hỏa của ma đạo lục tông, khẳng định với một kiện pháp bảo bình thường thì không thể ngăn cản được. Nghĩ đến việc đối phương tùy thời đều có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của mình, miệng hàn lập có chút khô khốc, tim đập thình thịch. Hắn phải bình tĩnh kiềm chế bản thân lắm mới đè nén được cái ý nghĩ muốn phi độn trốn thoát ngay lập tức. Vào lúc này nếu như càng vọng động thì càng mau chết mà thôi. Nhưng mà đem ba phần nguyên thần giao cho đối phương, việc này hàn lập chắc chắn là không thể làm được, vì như vậy cũng xem như đã đem tánh mạnh mình giao cho đối phương rồi. Bởi vì đối phương chỉ cần đem thần thức ở cấm thần bài tiêu diệt thì nguyên thần của tu sĩ bị khiếm khuyết đi một bộ phận, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, từ nay về sau cả đời điên điên tàng tàng, nặng thì tinh thần hỗn loạn mất mạng tại chỗ. Hơn nữa loại pháp thuật ác độc có thể cấm chế nguyên thần của người khác cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể thi triển được. Tu sĩ kết đan kỳ không có được loại thần thông đó. Hàn Lập miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, hướng về những người khác xem họ có đối sách gì hay ho không. Cách đó không xa là tu sĩ kết đan kỳ họ mạnh, vẻ mặt cười hì hì lúc đầu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, cảm ứng được Hàn Lập nhìn tới, liền cười khổ quay đầu lại đáp trả một chút, rồi ánh mắt âm trầm tiếp tục hướng cực âm tổ sư dò xét. Mà tử linh tiên tử đứng ở trước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười ngón tay trắng như ngọc chắp ở sau lưng đang đan kết lại với nhau, vặn vặn vẹo vẹo, làm cho hàn lập thấy cũng không biết nói gì. Còn phạm phu nhân cùng chắc như đình và tu sĩ diệu âm môn thấy uy lực cực mạnh hắc ma diễm, mặt mũi không còn chút máu, mặc dù giờ thần sắc coi như chấn định nhưng trong mắt nỗi sợ hãi vẫn không thể nào che giấu được. Hàn lập liếm liếm môi, đem ánh mắt hướng tới tên gia hỏa của ẩn sát môn. Lúc này Trung Niên Nhân sau khi thấy uy lực hắc sắc ma hỏa của Cực Âm Lão Tổ liền biến sắc một chút, nhíu hai mắt lại. Khi Hàn Lập nhìn qua đúng lúc hắn mở miệng trầm giọng nói: "Không nên để cho lão ma đó hù dọa, nếu là phụ thân vào người khác thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng loại thần thông mới luyện được vài lần mà thôi. Nếu không người bị phụ thân sẽ tự bạo mà chết, hôm nay chúng ta hãy liên thủ đối phó lão ma này." Trung Niên Nhân nói xong, làm như vô tình nhìn về xích hỏa lão quái đang ẩn mình trong đám mây đen. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có liên thủ với tu sĩ kết đan hậu kỳ như xích hỏa lão quái mới có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhưng trung niên nhân nói xong, trong đám mây đen vẫn không có phản ứng gì. Loại tình huống quỷ dị này đã làm cho Hàn Lập và những người khác đều trở nên khẩn trương lên. Lúc này tử linh tiên tử càng lạnh lùng nhìn về phía đám mây đen, không nói lời nào. Cực âm lão tổ lại cười lạnh vài tiếng, hai tay hợp lại rồi phân hai đoàn hỏa cầu màu đen hiện lên trong tay hắn. Cảnh đó khiến cho sắc mặt của mọi người thay đổi, đồng thời nhìn thẳng tới hai quả hỏa cầu mà không có bất cứ hành động nào cả nhưng đột nhiên đám mây đen lại chuyển động lờ mờ truyền đến giọng nói của xích hỏa lão quái cực âm tổ sư chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta khuất phục sao đương nhiên nếu bổn tổ sư tự mình phụ thân tới đây thì mọi người đều phải chết nếu không nhận ta làm chủ không có ai là ngoại lệ ở đây cả cực âm tổ sư thản nhiên nhìn đám mây đen kia nhàn nhạt, nhạt đáp lời tốt tốt chỉ là một cái phụ thân mà ngươi cũng dám xem thường bổn đảo chủ xem ra lần này chỉ có thể lãnh giáo uy lực ma hỏa của ngươi mà thôi xích hỏa lão quái tựa hồ thẹn quá hóa giận mây đen cuộn trào lên âm thanh của lôi hỏa đồng thời phát ra càng lúc càng lớn thấy xích hỏa và cực âm tổ sư rút cuộc muốn cùng nhau động thủ tu sĩ diệu âm môn và ẩn sát môn trong lòng cũng nhẹ nhõm nếu có lão quái nọ cùng ra tay thì trận đánh này cũng không đơn giản dù sao công pháp mà xích hỏa lão quái tu luyện chính là quỳ thủy ma công ở loạn tinh hải thanh danh hiển hách Nói không chừng có thể khắc chế được ma hỏa của đối phương. Cực âm tiền bối, ngươi thật là lớn gan, dám sử dụng cả cấm thần vật, ngươi không sợ người tinh cung phát hiện ra sao? Theo ta được biết, Thiên Tinh Song Thánh đã nghiêm cấm các tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi sử dụng. Tử Linh Tiên từ giờ phút này mới đột nhiên hỏi một câu. Cho dù Cực âm lão tổ chính là một lão ma nguyên anh kỳ, nhưng vừa nghe Tinh cung và Thiên Tinh Song Thánh thì thần sắc của hắn cũng có chút thay đổi. Nhưng lập tức trở lại như thường, cười lạnh nói: nhà đầu nhà ngươi biết cũng không ít chuyện đích thật tinh cung đối với chúng ta có cấm lệnh như vậy nhưng việc này đã là chuyện trước kia ngươi cho là hôm nay vì việc này thiên tinh song thánh sẽ ra tay sao chỉ cần thiên tinh song thánh không ra tay thì những người khác trong tinh cung cũng không làm khó được ta những lời này giống như sấm nổ làm cho đám người hàn lập đều ngẩn ra ngoại trừ trung niên nhân cùng những người của ẩn sát môn dường như là đã biết việc này trong lòng của tử linh tiên tử liền trùng xuống nhưng vẫn cao giọng hướng về trung niên nhân nói lão ma này sẽ giao cho ngươi cùng xích hỏa tiền bối còn những người khác liên thủ đối phó với bọn phản đồ sau đó chúng ta hợp sức tấn công hắn lời nói làm cho trung niên nhân nao nao nhưng lập tức tỉnh ngộ liền phất tay ra hiệu cho thủ hạ tiến lên tạm thời cứ theo lời của tiên tử mà làm nếu không liên thủ đánh lui lão ma này thì hôm nay không ai trong chúng ta còn sống nữa liền sau đó mặt hắn lạnh như tiền nhìn về phía đối diện cùng lúc xích hỏa lão quái cũng nhoáng một cái phóng tới phía trên đỉnh đầu hắn tạo thành thế liên hợp chuẩn bị tấn công lão ma. Mấy vị kết đan kỳ của ẩn sát môn nhìn nhau vài lần, không nói lời nào liền bay tới cạnh đám người Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nhóm tu sĩ phản bội do Triệu trưởng lão cầm đầu. Khi thấy không cần đối phó với ma hỏa khủng bố của cực âm lão tổ, tu sĩ họ Mạnh cùng với người của Diệu âm môn sắc mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cùng nhau tung ra pháp khí cùng pháp bảo chuẩn bị chém giết một trận. Nhưng Hàn Lập đứng tại phía cuối nhíu nhíu hai hàng lông mày lại, Chẳng biết sao tình thế trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dường như sẽ có sự tình không hay xảy ra, bản thân hắn cũng hiểu được có chỗ không đúng, cực âm lão tổ không mang theo bất kỳ trợ thủ nào cả mà dám dựa vào phụ thân của mình đánh nhau với cả đám người ở đây sao chứ? Hắn liếm đôi môi khô khốc, lặng lẽ phân phó cho khúc hồn vài câu rồi sau đó mới phóng xuất ra Lục Hoàng kiếm. Chương 407, đảo qua. Động thủ, trung niên nhân thần sắc trịnh trọng hét lên một tiếng, hai tay bắt quyết Đầu quỷ hung tợn phía trước người mở miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn, gào thét hung ác đánh thẳng về phía cực âm lão tổ. Cùng lúc này, pháp khí cùng pháp bảo của nhóm Hàn Lập đồng thời phóng xuất ra với khí thế long trời lở đất đánh tới đám phản đồ của Diệu Âm môn. Triệu trưởng lão cùng đám người đứng bên cạnh cực âm lão tổ thấy vậy, tự nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết mà đồng dạng cũng phóng ra các loại quang mang đầy màu sắc nghênh đón. Cùng một lúc tất cả các loại pháp bảo, pháp khí đan xen vào nhau. Cực âm lão tổ ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh này, lại nhìn cái đầu quỷ đang phóng tới mình, khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh, ném ra hai hỏa cầu màu đen. Sau khi rời khỏi tay hai hỏa cầu ở trên không trung liền biến hình thành hai con hỏa xà to bằng ngón tay cái, vù một tiếng, giống như mũi tên bay vào trong miệng của đầu quỷ. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm kêu lên một tiếng không tốt. Đầu quỷ quả nhiên ngừng lại, nhưng nhanh chóng phóng lớn lên. Trong nháy mắt một tiếng nổ bùm vang lên, từ bên trong vô số hỏa cầu màu đen bắn ra. Thấy vậy, sắc mặt của trung niên nhân trở nên tái nhợt, nhưng lập tức hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt quyết tâm. Hắn liền dùng tay hướng sau ót ra sức vỗ một cái. Một viên trâu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa trán xuất hiện, trong suốt tinh xảo, tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ. Xích huynh, thiên đồ thi hỏa của lão ma chỉ có thể sử dụng pháp bảo cực âm, chí hàn mới có thể khắc chế được nó. Ta sẽ sử dụng hàn lê châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội sử dụng quỳ thủy ma công vây khốn lão ma, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần thắng. Khi Trung niên nhân đem hạt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêm nghị hướng lên không trung nơi Xích Hỏa lão quái đang đứng, âm thầm truyền âm tới. Ừ tiếng đáp ứng buồn bực từ trong đám mây đen khiến cho tinh thần của Trung niên nhân phấn chấn lên. Hắn không hề do dự nữa mà hé miệng phun ra một đoàn huyết vụ, đem Hàn Lệ châu bao bọc vào bên trong. Hạt châu liền xoay tít, hút hết sạch đoàn huyết vụ đang xoay quanh nó sau đó làn bạch khí biến hóa thành đoàn sáng màu bạc đường kính khoảng một trượng, rực rỡ trói mắt, làm cho mọi người đều kinh hãi. Lão ma, cho người kiến thức một chút lợi hại của Hàn Lê Châu được luyện chế từ huyền tinh dưới đáy biển sâu. Trung niên nhân nhìn về phía cực âm lão tổ, nghiến răng nói, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Kế tiếp, hắn lấy một ngón tay chỉ vào Hàn Lê Châu, miệng hét lên một chữ đi. Quang đoàn màu bạc nhẹ run rẩy vài cái rồi lập tức vang lên một trận âm thanh ông ông, trong nháy mắt biến thành một con bạch xà to như miệng bát hung tợn đánh về phía cực âm lão tổ. di cực âm lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc nhưng thần sắc liền lập tức trở lại bình thường cười khinh khỉnh đầu vai khe khẽ run lên từ phía sau cũng bay lên bảy tám luồng hắc khí cũng to bằng miệng bát mấy luồng hắc khí cực kỳ linh hoạt trên không trung biến thành yêu thú hình dạng chó sói khác nhau nhen nhanh múa vuốt phóng tới bạch xà trung niên nhân thấy vậy hai hàng lông mày dựng đứng hét to một tiếng 10 ngón tay liên tục bắn ra từng đạo từng đạo pháp quyết không ngừng hướng tới thân bạch xà. Lúc này hai mắt lục quang của bạch xà chợt lóe, thân thể to lớn liền co lại, một khối hàn vụ màu trắng vô thanh vô tức phún xuất, cắn nuốt luôn yêu thú, làm cho chúng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó tiếp tục cuồng mãnh lao tới tấn công cực âm lão tổ. Cực âm lão tổ lúc này mới lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, đơn thủ nhẹ nhàng phất lên, phốc xích một bức tưởng ánh sáng màu đen đột ngột từ mặt đất trồi lên, cản luồng bạch vụ hàn khí ở bên ngoài. Xích huynh, hiện tại mau động thủ đi. Trung niên nhân mắt thấy luồng bạch vụ nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cực âm lão tổ, liền nhanh chóng hướng xích hỏa lão quái ở trên không trung thì thầm nói. Được, xích hỏa lão quái từ trong đám mây đen không chút do so dự ứng tiếng trả lời. Tiếp đó từ trên đỉnh đầu của trung niên nhân âm thanh ầm ầm vang lên, đám mây đen lập tức biến to lên, chuyển động quay cuồng, sau đó lôi điện đánh xuống dưới với thế không kịp bưng tai. Xích hỏa lão quái, ngươi! Trung niên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, thét to lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã bị đám mây đen to hơn trăm trượng cuốn vào bên trong. Lúc này cực âm lão tổ cười lên một trận quái dị. Một bàn tay thật lớn màu đen từ trong luồng bạch khí bắn ra, trong phút chốc tiến tới trước con bạch xà chộp lấy nó, mạnh mẽ siết chặt khiến cho nó tiêu tán và hồi phục trở lại bản thể hạt châu. Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn không ngừng phóng ra các luồng hàn khí tấn công, dường như nó không muốn bị khuất phục đồng thời trong tiếng lôi hỏa nổ ầm ầm truyền đến tiếng hô kinh sợ của trung niên nhân. Lão ma, xích hỏa, hai người các ngươi cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiếng nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc, hừ, chỉ là do ngươi quá ngu ngốc mà thôi, giờ ngươi hãy cùng với xích hỏa chơi đùa một phen đi. Còn ta sẽ đi xử lý các tên kia, sau khi xử lý xong ta sẽ quay lại ôn chuyện thầy trò với ngươi, ha, ha. Lời nói vừa dứt thì quang hoa màu đen thu liếm, lộ xuất thân hình của cực âm. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám mây một cái, xem xét Hàn Lê Châu lại lần nữa cho kỹ, rồi không do dự há mồm phun ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, nhạt đem hạt châu bao bọc vào bên trong. Quang hoa của hạt châu bị luồng hắc khí chấn áp nên dần dần trở nên ảm đạm. Thấy vậy, cực âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, sau đó bàn tay lộn một cái, hạt châu biến mất vô ảnh vô tung. Từ khi xích hỏa đột nhiên trở giáo làm phản cùng với việc cực âm lão tổ thu được Hàn Lê Châu, Nói thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt thời gian. Lúc này đám mạnh tu sĩ đang ở thế thượng phong trợn mắt há hốc mồm. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Linh tiên tử càng lộ ra vẻ khó tin hơn nữa. Nhưng phần lớn mọi người đều ý thức được gì đó, sau khi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem pháp bảo và pháp khí đang đánh cho bọn Triệu trưởng lão thở không ra hơi, thu hồi lại, không nói một tiếng, bỏ chạy tứ tán. Bọn họ không phải là những kẻ ngu, với tình hình trước mắt, nếu ngạnh kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi mọi người đều bỏ chạy tán loạn, đành tùy thuộc vào thiên mệnh vậy. Đương nhiên mấy tu sĩ kết đan kỳ là nhanh hơn cả. Nhưng làm cho mọi người giật mình chính là tử linh tiên tử, phạm phu nhân cùng với chắc như đình ba nữ tu sĩ không biết thi triển loại pháp thuật bí thuật gì mà pháp khí ba người khu hợp thành một kiện pháp khí giống như bia đá, biến thành một đạo ánh sáng ba màu, tốc độ xem ra không dưới tốc độ của mấy tu sĩ kết đan kỳ. Tuy nhiên, nhanh nhất chính là hàn lập và khúc hồn những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy. Khi Trung niên nhân vừa mới bị xích hỏa lão quái ám toán thì Hàn Lập và Khúc Hồn không nói hai lời liền đem pháp bảo thu hồi hóa thành hai đạo quang hoa lục, hồng đào tẩu đi trước một bước. Khi các tu sĩ khác mới phản ứng thì Hàn Lập đã sớm bỏ xa một khoảng cách hơn 3, 40 trượng, lúc đó liền liếc mắt nhìn lại phía sau xem tình hình thế nào. Kết quả làm cho Hàn Lập cảm thấy rất ngạc nhiên, mấy gã tu sĩ kết đan kỳ của ẩn sát môn không chịu bỏ chạy mà cùng liên thủ với Trung niên nhân niên cuồng tấn công xích hỏa lão quái và cực âm sư tổ trên mặt của họ hiện ra vẻ điên cuồng khiến cho lòng người lạnh buốt bộ dạng liều mạng chỉ công không thủ hai tên ma đầu thực sự bị luống cuống chân tay không cách nào thoát khỏi điều này làm cho hàn lập vui mừng không tả tốt tốt không nghĩ mấy người này đều là sát đan phân thân vậy hãy để bổn tổ sư thành toàn cho các ngươi liên tục bị tấn công như vậy đã làm cho lão ma cực âm thực sự tức giận cười phẫn nộ tiếp theo một trong số bốn người kia kêu lên thảm thiết sau đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, đảo mắt biến thành hư vô. Hàn lập trong lòng phát lạnh, cũng không dám nhìn nhiều nữa, vội vàng xoay người lại điên cuồng thôi động lục hoàng kiếm. Lúc này hắn nhịn không được dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn khúc hồn. Nghe được câu nói sát đan, phân thân trong lòng hắn liền hoàn toàn minh bạch một số việc mơ hồ chưa rõ trước đây. Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp huyền âm đại pháp mà ô sử tu luyện có liên quan với huyền âm kinh được nói đến trong ngọc giản, Bây giờ hắn lại nghe cực âm lão tổ nói thêm mấy chữ sát đan, phân thân, xem ra những gì mình suy đoán là đúng. Về phần hai người một ở thiên nam, một ở loạn tinh hải, phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan với truyền tống trận cổ xưa mà mình đã sử dụng. Bây giờ câu hỏi quan trọng chính là bộ hài cốt ngũ sắc bên cạnh cổ truyền tống trận kia. Mặt khác, dù hắn thấy có chuyện gì đó không đúng nhưng khi lâm trận xích hỏa lão quái phản bội, thật đúng là ngoài ý muốn. Không ngờ lần đầu tiên xuất thủ sau khi kết đan lại trật vật giống như thời còn trúc cơ kỳ, đồng dạng đều bỏ chạy chối chết. Điều này làm cho Hàn lập trong lòng sầu khổ, thật sự buồn bực không thôi. Hắn cảm giác được tình hình phát sinh này tương tự như lúc đi giết anh Lý Thú vậy. Rõ ràng song phương đối địch phải xuất thủ đánh nhau, nhưng kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội, giết hại đồng bạn. Điều này làm cho Hắn không khỏi nghĩ đến cái lệnh bài có khắc hình đầu quỷ giữ tợn kia. Hắn ngẫm nghĩ lại tất cả. Tựa hồ việc kia phải có quan hệ gì đó với lần này. Nhưng tạm thời bây giờ Hàn Lập chỉ có thể nghĩ tới đây. Bởi vì từ phía sau mơ hồ truyền đến hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết. Điều này khiến cho trong lòng hắn khẩn trương, hôm nay có chạy thoát được hay không chỉ có thể hy vọng vào việc Cực Âm lão tổ đã quá mức tự tin vào bản thân mà thực sự không bố trí thủ đoạn gì ở sau. Chương 408, Yêu thi. Hàn Lập đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến, cùng khúc hồn dừng lại. Bởi vì phía trước ban đầu không có một bóng người, đột nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật. Đây là, Hàn Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở, quái vật toàn thân bích lục, khoác một cái áo giáp bằng sắt màu đen bóng loáng, tay không tất sắt, móng tay sắc nhọn vô cùng, miệng mọc đầy răng vàng lởm chởm đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười dữ tợn. Luyện thi, số khí nồng đậm từ đối diện theo gió chuyển đến làm Hàn Lập nhìn một cái đã nhận ra thân phận thật sự của yêu vật, trong lòng âm thầm kinh hãi chỉ nhìn hình dáng của đối phương khẳng định không phải là thiết sát thi cấp thấp hơn phân nửa là do cực âm lão tổ dùng phương pháp đặc thù tế luyện ra nghĩ tới đây hàn lập khoát tay lục hoàng kiếm huyễn hóa thành lục dao dài mấy trượng hung hăng bay vụt ra ngoài đồng thời khúc hồn không nói một lời ngón tay bắn mạnh ra một đạo huyết quang bén nhọn đây chính là huyết linh toàn do khúc hồn cực cực khổ khổ luyện thành Phục, huyết linh toàn tuy xuất phát sau nhưng đến trước đánh vào ngực của luyện thi tạo thành một cái lỗ thủng cực nhỏ khiến cho yêu thi có chút không hiểu cúi xuống nhìn. Hàn lập vui mừng, dưới sự thúc giục của hắn lục giao theo sau đánh tới trên người đối phương. Lục sắc quang mang tóe ra khắp nơi, yêu vật lập tức bị bắn ngược lại mấy trượng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng vững, ánh mắt hung ác nhìn hàn lập. Không xong, yêu vật này dĩ nhiên là không sợ công kích của pháp bảo thông thường. Hàn lập vội vàng thu hồi lục hoàng kiếm, trong lòng trầm xuống. Yêu thi bị một kích của hắn mà vẫn bình yên vô sự, còn lỗ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khép lại. Hàn lập thần sắc trầm xuống, đột nhiên kéo khúc hồn hóa thành một đạo cầu vồng, bay xéo qua, ý muốn từ một bên vượt qua yêu thi đào tẩu. Hàn lập không phải sợ hãi không đối phó được với luyện thi này, mà thật sự lo lắng việc trốn chạy chậm chế, sẽ bị cực âm lão tổ ra tay truy đuổi lần nữa. Hắn tự nhiên tránh được nên tránh, hơn nữa hắn nhìn xung quanh, xa xa các tu sĩ chạy tán loạn khác đồng dạng đều bị mấy con luyện thi ngăn cản cũng không biết cực âm lão tổ rút cuộc là tế luyện ra số lượng bao nhiêu đây. Trong lòng hàn lập rét run, tốc độ đào thoát dưới sự khu động toàn lực của hắn cùng khúc hồn lại nhanh hơn 3 phần, mắt thấy sẽ từ một bên của luyện thi xẹt qua. Nhưng hai mắt lục quang của yêu thi chợt lóe thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất ở tại địa phương ban đầu. Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, hàn lập cơ hồ phản xạ theo điều kiện đem kiếm quang hướng qua một bên bay đi, nhất thời năm đạo hắc mang lợi chảo giết lên ở tại địa phương ban đầu, sắc bén phi thường, kéo dài hơn 10 trượng mới tiêu tán. Hàn lập hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn, quả nhiên là luyện thi nọ đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, hắc mang dài hơn một tấc trên hai lợi chảo đang co giãn không ngừng. Tốc độ thật nhanh, vị trí yêu thi lúc này so với địa phương ban đầu có hơn 10 trượng mà trong nháy mắt đã tới. Cơ hồ tốc độ so với tốc độ hàn lập thi triển la yên bộ trên mặt đất không sai biệt lắm, yêu thi tại không chung mà cũng làm được, điều này cũng thật sự không còn thiên lý nữa. Hàn lập sắc mặt xanh mét, hắn biết nếu không xử lý luyện thi thì không cách nào thoát thân. Đại khái có thể hiểu được nguyên nhân tại sao cực âm lão tổ không hoảng hốt, không vội vàng, không thèm nhìn bọn họ bỏ chạy. Sau khi rõ ràng điểm này, Hàn Lập trong lòng đã quyết, lấy tay vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời hơn 100 đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo hồng quang từ trong bay ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn. Sau khi quang hoa thu liếm, lộ ra hai con huyết ngọc chi chu và hơn trăm con thanh sắc cự hầu. Các cự viên này thân cao hai trượng, miệng rộng răng to, khi vừa xuất hiện liền nhấc hai tay từ mười ngón tay thô dám bắn nhanh ra mười đạo thanh quang với khí thế long trời lở đất đánh về phía yêu thi đối mặt với sự công kích trùng điệp không thể tránh khỏi của hàn lập hai mắt yêu thi lộ hung quang một đoàn hắc khí từ miệng phun ra đón lấy thanh quang còn hai tay nó giao xoa chắn ở phía trước người bay theo hắc khí kết quả hắc khí triệt tiêu hơn phân nửa thanh quang cuối cùng xả tới trên người luyện thi trực tiếp đánh lên người như khói xanh quang mang bắn ra bốn phía nhưng yêu thi chỉ nhe răng một chút, hung bạo vọt tới đám cự viên. Rắc, rắc âm thanh liên tiếp vang lên, mấy cự viên ở phụ cận bị hắc mang lợi chảo chảm thành mấy khúc, thấy tình cảnh này hàn lập nhíu mày, khúc hồn bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài chục trượng, chớp mắt ngưng tụ thành một thanh huyết đao thật lớn, hung hăng bổ xuống luyện thi. Choang một tiếng nhỏ vang lên, huyết đao chém tới đỉnh đầu yêu thi phát ra thanh âm giống kim loại, không cách nào tiến vào cơ thể. Sau khi bị một đao này, tựa hồ khiến yêu thi nổi giận, trở tay bắt lấy chuôi đao, tay kia cũng chụp tới, ý muốn tiêu diệt huyết đao cho hả cơn giận. Nhìn thấy điều đó, Hàn Lập không khỏi vui mừng, chỉ thấy khúc hồn bắt quyết, huyết đao hốt nhiên biến thành tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy dữ dội trên người luyện thi, làm cho nó thét lên chói tay, dùng hai tay phủi phủi không ngừng, bộ dáng lung túng. Bất quá yêu thi rất nhanh phát hiện tử hỏa mặc dù không thể dập tắt nhưng đối với nó cũng không tạo thành thương tổn gì, hoàn toàn không cần để ý tới, điều này làm cho nó vô cùng vui mừng, tiếp tục truy tìm nguyên hung. Nhưng khi yêu thi ngẩng đầu thì đã xuất hiện hai tấm lưới trắng tinh rất lớn chụp xuống không một tiếng động, do không đề phòng nên đã bị trói chặt, đó chính là lưới nhện do huyết ngọc chi chu phun ra. Yêu thi kinh hãi, vội vàng ra sức giấy ruộng, nhưng đồng thời lúc này từ hỏa lại hóa thành hỏa xà màu tím to bằng miệng bát, hung hăng bò trên người nó. Vì thế dưới sự vây khốn hai tầng của lưới nhện cùng hỏa xà, tên này không có cách nào thoát thân. Thấy vậy Hàn Lập không chút do dự hóa thành một đạo cầu vồng, đem linh thú, khôi lỗi thu lại, lập tức cùng khúc hồn phi độn ra xa, không dám quay đầu lại. Nếu hắn không nghe lầm thì ở xa xa nơi có cực âm lão tổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thứ ba. Nếu không nhân cơ hội này bỏ chạy thì sẽ bị lão ma bắt giữ dùng làm nô đái. Hàn lập cùng khúc hồn hợp lực một hơi bay đi hơn trăm dặm, trên đường rẽ trái ngoặt phải thay đổi mấy lần, mới tìm được một tòa vô danh tiểu đảo. Hai người lập tức hạ xuống, chui sâu vào trong đất hơn 10 trượt, tiếp theo đem tấm lụa che giấu khí tức phủ lên trên người, đồng thời vận dụng vô danh khẩu quyết. Cho dù đã làm xong hết thảy nhưng trong lòng Hàn Lập vẫn thấp thỏm bất an, không biết có thể giấu giếm, tránh được thần thức của hai lão ma kia không. Dù sao thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ chắc chắn sẽ hơn hẳn tu sĩ bình thường. Thương thay cho Hàn Lập cũng không biết, ở địa phương cách xa hơn trăm dặm, cực âm lão tổ đang thành thơi, đứng yên tại chỗ, không có chút nào muốn truy đuổi bọn họ. Bên cạnh có một đại hàn áo đỏ, mặt tím, cùng hơn 10 yêu thi toàn thân xanh biếc mà tại trước cực âm lão tổ là trung niên nhân đang hôn mê bất tỉnh, lơ lửng trên không trung, trên người vẫn còn cắm mấy cây châm dài phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Về phần đám người triệu trưởng lão, đang kinh hãi đứng phía sau, không dám thở mạnh, đâu còn ngạo khí của tu sĩ kết đan kỳ. Thật không nghĩ tới lại để cho nha đầu tử linh tiên tử chạy thoát. Ta lúc đầu muốn bắt giữ đem tặng xích hỏa đạo hiếu, xem ra phải đợi cơ hội khác rồi. Cực âm tổ sư thần sắc bình tĩnh nói, ô tiền bối thật có lòng, Tử Linh nha đầu mặc dù lấy 10 mỹ nữ để mời ta ra tay nhưng trên thực tế ta muốn chính là bản thân nàng, bất quá nhìn lại lệnh tôn tựa hồ đối với nàng ta cũng có hứng thú, vậy xin nhượng cho lệnh tôn đi. Đại hán mặt tím cười ha hà nói, vậy xin đa tạ xích đạo hiếu, sau khi trở về, ta sẽ tặng 20 nữ tu sĩ có căn cơ của cực âm đảo để bồi thường. Nói tới lệnh sư, coi như là tiền bối của ta, nhờ đạo hiếu chuyển lời thăm hỏi ân cần. Cực âm tổ sư nghe xong lời ấy, trên mặt có chút mỉm cười nói vãn bối cũng đã lâu không gặp gia sư nếu gặp người nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối xích hỏa lão quái cực kỳ khách khí nói nhưng nhãn châu thiểm động đột nhiên nói bất quá tử linh nha đầu lần này chạy thoát sợ rằng sẽ tìm người của tinh cung không biết có đem lại phiền phức gì không xích hỏa lộ ra ánh mắt có chút lo lắng tinh cung hắc hắc không có gì phải lo lắng cả cực âm tổ sư không thèm để ý cười lạnh nói theo ta được biết mấy vị trưởng lão của thiên tinh cung đều đang bế quan Hiện tại căn bản sẽ không để mắt đến việc vật vãnh. Mà hai lão bất tử Thiên Tinh Song Thánh vô duyên vô cớ tu luyện nguyên từ thần quang gì đó, kết quả làm cho hai người bọn họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng năm mới có thể ly khai Thiên Tinh Thành nửa tháng, nếu không tu vi sẽ đại giảm. Xem ra lần sau đi đến Hư Thiên Điện, chúng ta xem như không có hai đại địch cực âm tổ sư nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Việc này gia sư cũng từng nói qua với Vãn Bối, Thiên Tinh Song Thánh miễn là ở Thiên Tinh Thành không ra cơ hồ là tồn tại vô địch khi dựa vào nguyên tử Sơn Phong. Chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành nguyên tử thần quang thì sẽ không bị vây khốn ở thiên tinh thành nữa. Đến lúc đó loạn tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn họ. Xích hỏa khóe miệng nhếch lên, lo lắng nói. chương 409, chân Dung, công pháp đại thành, hắc hắc, chỉ là si tâm vọng tưởng của hai lão quái vật đó mà thôi. Bọn họ cũng không biết công pháp nguyên tử thần quang tại loạn tinh hải này đã truyền thừa bao nhiêu năm rồi sao? Đã từng có người nào luyện thành chưa? đương nhiên cũng tính đến vận khí của hai lão gia hỏa này có thể trong đáy biển vô ý phát hiện ra một tòa nguyên từ tiểu sơn liền mang nó về thiên tinh thành nhưng cũng phải nói không phải là nhờ một kiện ngoại vật này mà có thể luyện thành ta cũng hoài nghi công pháp đó chỉ sợ là vị cao nhân sáng lập ra cố ý trêu đùa mọi người trên đời này làm gì có loại công pháp khắc chế được thiên hạ ngũ hành đây chứ huống hồ chi lấy tu vi của hai người này cho dù không tu luyện pháp môn kia cũng là một tồn tại hiếm có trong tu tiên giới rồi thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Cực âm tổ sư lại cho là không đúng lên tiếng phản bác. Hy vọng giống như là tiền bối nói. Xích hỏa tuy cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể đáp vậy. Bất quá, ngoại trừ nhóm tử linh tiên tử ra còn có hai người có thể từ trong tay của thập bát thiên đô thi chạy thoát, thật là có điểm ngoài ý muốn. Cực âm sư tổ đột nhiên sờ sờ mấy cọng dâu ngắn trên cằm, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đúng vậy, tử linh tiên tử kia có mộc long bi, chấn phái chi bảo của diệu âm môn trên người, cho nên ba nàng mới có thể dùng nó hộ thể tránh được công kích của Thiên Đô thi. Nhưng hai người còn lại thì có điểm cổ quái, lúc ấy ta ở phía xa có nhìn thoáng qua, hai người kia phóng ra rất nhiều cơ quan khôi lỗi, mặc dù lực công kích và phòng ngự đều rất kém nhưng một lần có thể thao túng hơn 100 khôi lỗi như vậy thật là có điểm tà môn. Xích Hỏa lão quái đồng dạng nghi hoặc gật gật đầu phụ họa theo. Tóm lại, hai người kia cũng chỉ là hai con tiểu ngư, không cần phải lo lắng nếu không phải sau khi phụ thân ta thật sự chỉ có thể thao túng một ít pháp lực và vẫn còn bị hạn chế ta như thế nào để mấy tên tiểu bối trước mắt rời khỏi như vậy nhưng mục tiêu chủ yếu chính là nghịch đồ kia vẫn không chạy mất hắn đã trộm đi hư thiên tàn đồ bồn tổ sư phải tìm kiếm trên người hắn thu lại cực âm tổ sư lạnh nhạt nói tựa hồ không hề đem việc hai người bọn hàn lập và khúc hồn chạy thoát để ở trong lòng xích hỏa lão quái thấy như vậy cũng không có nhắc lại nữa không bao lâu sau liền cáo từ cực âm sư tổ rời đi Hóa thành một đám mây đen hướng lên trời bay đi. Cực âm tổ sư nhìn hắc điểm xích hỏa lão quái biến mất nơi chân trời, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Tiếp theo hắn chậm rãi vươn tay ra, xòe năm ngón tay. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn tơ nhện màu trắng dài vài tấc. Cực âm sư tổ nhìn đoạn tơ nhện này, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Huyết Ngọc Chi Chu, thật sự không nghĩ đến có một ngày nhìn thấy nó, xem ra trời không hề tuyệt đường a, ta vẫn còn cơ hội cực âm sư tổ thì thào lẩm bẩm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ khiến cho đám người triệu trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch nghiêng trái ngã phải đi về đảo cực âm sư tổ đang cười to bỗng nhiên ngừng lại tiếp theo hét lớn một tiếng sau đó đột một chụp một cái vị trung niên tu sĩ đang trôi nổi lơ lưỡng kia liền tự động bay đến trên tay đan thủ nhấc lên xuất lĩnh mọi người rời khỏi hàn lập tự nhiên không biết sự tình phát sinh ở ngoài trăm dặm kia hắn ở dưới lòng đất sâu chú ý cảnh giác sau một tháng sau mới nghi thần nghi quỷ đi ra. Cẩn thận dùng thần thức quan sát vùng phụ cận kia xem có mai phục hay không rồi không nói lời nào mang theo khúc hồn bay về phía thiên tinh thành. Lần đi ra ngoài này thật một hồi nhún nháo, lấm lem cho bụi, thiếu chút nữa mạng nhỏ của hắn đã giữ không nổi. Buồn bực nhất chính là hắn đã mạo hiểm như thế nhưng ngay cả bóng dáng của thiên lôi trúc kia cũng không hề nhìn thấy. Phỏng trừng vật này đã rơi vào trong tay của cực âm sư tổ, hắn căn bản không dám liều, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ trở về thiên tinh thành. Thiên tinh thành vẫn phồn hoa giống như xưa, tu sĩ giữ cổng của tinh cung vẫn mang bộ dáng kính cẩn đối với bậc tiền bối như hắn. Nhưng Hàn Lập vừa mới chạy trốn chối chết làm sao tâm tình có thể thoải mái được, vẻ mặt đầy tối tăm đi vào trong thành. Khi hắn trở lại động phủ ở tầng thứ 39 thì có chút ngạc nhiên. Bởi vì bên trong cấm chế, ở trước cửa động lại có một đạo truyền âm phù lặng lẽ phiêu phù trên không trung. Điều này khiến cho khuôn mặt của Hàn Lập tối sầm lại hắn nhíu nhíu mày, lật tay lấy ra cấm chế lệnh bài, sau đó có chút không tình nguyện khẽ rung hai cái. Nhất thời, từ trong lệnh bài bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào bên trong cấm chế. Truyền âm phù lập tức biến thành một đạo hỏa quang bay theo lục quang kia đến trước người của Hàn Lập. Ngón tay Hàn Lập bắn ra, một tia bạch quang bắn lên trên tờ phù lục, nhất thời hỏa quang đại thịnh. Tiếp theo một âm thanh kiều mị của nữ tử truyền đến. Hàn Lập nghe âm thanh này đầu tiên là sừng sốt, nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, âm thanh kia không của ai khác, chính là vị phạm phu nhân kia. Nàng vừa mới cho mình ăn đau khổ lớn như vậy, còn dám mặt dày mày dặn tìm đến cửa nhà nữa. Một bụng đầy nộ hỏa của Hàn Lập trong mấy ngày qua, đùng một cái bạo phát ra. Nhất thời hồng quang trong tay hắn chợt lóe, một quả hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện, muốn bắn ra ngoài hủy tờ phù lục. Nhưng những lời tiếp theo của nữ tử đó lại khiến cho Hàn Lập giật mình, động tác trên tay lập tức trở nên trần chờ. Một lát sau, khi âm thanh của Phạm Phu Nhân biến mất, Hỏa cầu trong tay của Hàn Lập cũng bị hắn tùy tiện tiêu diệt, sau đó sờ sờ cầm, hãm nhập vào trầm tư. Nói thật, ba nữ tu sĩ này có thể thoát chết khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn đối với người của Diệu Âm môn thật sự không có tốt lắm. Nhưng đối phương để lại lời nhắn muốn mời hắn đến một khách sạn nào đó một chút, cũng nói đến chuyện thiên lôi trúc, rồi mơ hồ ẩn ý trong tay có vật ấy. Điều này khiến cho Hàn Lập phát cáu hơn, tâm niệm hắn khẽ hoạt động. Cuối cùng trong lòng hắn nghĩ nên đi xem một chút rồi hãy nói. Nếu đối phương còn nói đến chuyện báo thù và muốn hắn giúp đỡ thì hắn không đáp ứng là được. Đến lúc đó nhiều lắm là xuất ra một lượng lớn linh thạch mua lấy thiên lôi trúc. Tin rằng thiên lôi trúc này ngoại trừ mình ra, những người khác đối với một đoạn nhỏ đó cũng không có tác dụng. Cho dù nó là tài liệu mục thuộc tính chân quý nhưng ngoài việc có thể luyện chế một chút pháp bảo đặc thù ra thì cũng là một nguyên liệu tầm thường mà thôi. Mà theo sự miêu tả của Phạm Phu Nhân, thiên lôi trúc này nhiều lắm cũng chỉ dài một tấc, cho dù là luyện chế một ngọn trùy thủ, sợ rằng sau khi loại bỏ đi tạp chất cũng không đủ dùng. Nghĩ như vậy, Hàn Lập chấn chỉnh tinh thần, mang theo khúc hồn hướng đến khách sạn nọ bay đi. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã xuất hiện bên trong long hương khách sạn cùng khúc hồn hướng đến phòng khách trên lầu ba đi đến. Khách điếm này cực kỳ sang trọng, tầng 1 và tầng 2 chính là dành cho phàm nhân, tầng 3 mới là tầng đặc biệt cấp cho những tu sĩ tạm thời ở lại. Hàn Lập rất dễ dàng tìm được căn phòng như lời nói của đối phương, nhưng cửa phòng lại có một tầng bạch quang ảm đạm, hiển nhiên người ở bên trong đã bày ra một cái cấm chế cảnh giới ở bên ngoài. Thấy như vậy, khóe miệng Hàn Lập không khỏi lộ ra một tia tự diếu Xem ra những gia nhân này cũng rất hoảng sợ, đồng dạng chấn kinh không nhỏ a. À. Hàn Lập khẽ lắc đầu, dùng ngón tay tùy ý bắn ra một chút bạch quang đánh vào trên cấm chế, khiến cho nó xuất hiện những sóng gợn lăn tăn. Bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra. Nhưng chỉ trong chốc lát Hàn Lập liền cảm thấy một đạo thần thức từ bên trong bay ra bao phủ hắn cùng khúc hồn trong chốc lát liền nhanh chóng thu về. Tiếp theo bạch quang trên cửa gỗ chợt lóe rồi biến mất, sau đó truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tử Linh tiên tử. "Nguyên Lai là nhị vị tiền bối, mời vào bên trong đi, tỉ muội chúng ta đã chờ mấy ngày rồi." Nghe xong lời này, Hàn Lập bất động thần sắc đẩy cửa phòng ra, cùng với khúc hồn chậm rãi đi vào bên trong. Bên trong gian phòng này bày biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái bàn gỗ lim và vài cái ghế phong cách cổ ra thì cũng không có bất cứ vật gì nhưng khiến cho hàn lập kinh ngạc chính là bên trong phòng nào có thân ảnh của nữ tử diệu âm môn ngược lại giữa phòng có một cô gái xa lạ nữ tử này mặc quần áo màu vàng mặt mày trắng trẻo như ngọc đôi mắt to trong veo khuôn mặt mỉm cười nhìn hàn lập ngươi là tử linh cô nương hàn lập ngẩn ra sau đó có chút không tin hỏi vẻ mặt nghi ngờ mặc dù chưa từng nhìn thấy dung mạo thực sự của tử linh tiên tử nhưng nghe đồn tử linh tiên tử phong tư tuyệt đại không thể nào có bộ dáng như vậy a à. vị hoàng sam nữ tử này mặc dù cũng là thanh tú động lòng người nhưng tuyệt đối không xứng với thanh danh lớn như vậy chẳng lẽ đây không phải là khuôn mặt thật hàn lập mở to mắt nhìn trong lòng có chút buồn bực thầm nghĩ tiền bối có chút giật mình có phải là dung nhan của ôm ngưng khiến cho tiền bối có điểm thất vọng tiếc rằng đây chính xác là hình dáng thật của tiểu nữ hoàng sam nữ tử tựa hồ nhìn thấy sự kinh ngạc hàn lập nhẹ nhàng cười nhạt nói chân dung hàn lập ngưng thần quan sát dung nhan của cô gái này một lát rồi lắc đầu không hề nói gì thêm mặc dù không có nhìn thấy được điểm không ổn về bộ dáng của nữ tử này không giống như đang thi triển huyễn thuật trên khuôn mặt cũng không giống dịch dung nhưng hắn vẫn không tin đây là dung nhan thật của tử linh tiên tử dù sao thì dị bảo trên đời này rất nhiều có thể khiến cho một người biến hóa dung nhan và ẩn đi chân diện mục cũng không có gì đáng ngạc nhiên chương 410, trưởng lão, tử linh tiên tử thấy bộ dáng không tin được của Hàn Lập cũng không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ liếc nhìn khúc hồn một cái rồi thản nhiên cười nói. Vị này là khúc tiền bối thân ngoại hóa thân của tiền bối sao? Nữ tử này vừa nói ra như vậy, thân hình Hàn Lập chợt ngừng trệ, Hàn Quang trong mắt không khỏi lóe lên, nhìn nữ tử này một lúc rồi mới lạnh lùng hỏi. Tử linh cô nương như thế nào lại biết? Hi hi, tiền bối không cần phải giật mình, bổn môn cũng có một loại công pháp có thể tế luyện phân thân chỉ là hao phí rất lớn xác suất thành công lại thấp vô cùng cho nên trong bổn môn có rất ít người tu luyện bất quá phân thân của tiền bối rất kỳ lạ a à. có thể cùng tiền bối tiến vào kết đan sơ kỳ thật sự là cực kỳ ngạc nhiên tử linh tiên tử khúc khích cười đôi mắt trong veo lấp lánh không thôi nếu tử linh đạo hữu đã nhìn ra thì hàn mỗ cũng không giấu giếm làm gì nhưng tại sao nhị vị đạo hữu kia lại không ở chỗ này với nàng hàn lập thần sắc nhất thời hòa hoãn thừa nhận tiếp theo hỏi ngược lại một câu đối với hắn mà nói, thân phận phân thân của khúc hồn sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện được, cũng không có gì kinh ngạc cả. trước hết mời tiền bối ngồi xuống. nhị vị xưa tỷ bây giờ đang đến phường thì mua một ít đồ vật, cũng thuận tiện muốn mua một cái động phủ tại thiên tinh thành chuẩn bị ở lại lâu dài. nữ tử yêu nhã này vừa mời Hàn lập ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng giải thích. vậy sao ba vị đạo hữu không có ý định trở về diệu âm môn ư? sau khi ngồi xuống, Hàn lập liền nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi trở về diệu âm môn, tỉ muội chúng tôi làm sao dám, đã kết đại cừu với cực âm, hơn nữa hai đại trưởng lão của bổn môn cũng đã phản bội. Trở về nếu không phải rơi vào tay ma đầu thì cũng bị các tiểu thế lực khác thừa cơ hội thôn tính. Chúng tôi quyết định tạm thời rời diệu âm môn vào trong thiên tinh thành. Dù sao thì những năm gần đây bổn môn cũng có một chút tích cóp. Tử linh tiên tử thở dài một tiếng, cười khổ nói. Ồ, Hàn Lập Yên lặng gật đầu, cũng không muốn nói gì thêm hắn cũng không biết đối phương là người như thế nào, tự nhiên cũng không có biểu hiện nhiệt tình. tử linh tiên tử tựa hồ không có quan tâm đến phản ứng của hàn lập, ngược lại đứng dậy rót cho hàn lập một chén trà thơm, mới rụt rè nói: tỷ muội chúng tôi khi thoát khỏi sự ngăn cản của luyện thi thì vừa lúc ở xa xa nhìn thấy tiền bối cũng đã chế phục được yêu vật, cho nên cũng biết tiền bối không có việc gì. sao lại nghe sư tỷ nói lại là tiền bối do thiên lôi trúc mới ra tay tương trợ. tiểu nữ mới nhờ phạm sư tỷ phát truyền âm phù thỉnh tiền bối đến nơi đây tử linh tiên tử giải thích đơn giản nguyên ủy của sự việc. Trong truyền âm phù nói rằng trong tay tử linh đạo hữu có thiên lôi trúc, điều này có thật không? Vật ấy không phải là do người của cực âm đảo cướp rồi sao? Hàn Lập không có chút hứng thú nói đâu đâu mà trực tiếp hỏi sự tình mà mình quan tâm nhất. Nghe được Hàn Lập mở miệng hỏi như vậy, bên trong đôi mắt của tử linh tiên tử hiện lên vẻ mỉm cười, dùng âm thanh mượt mà dễ nghe hồi đáp. Tiền bối thật thẳng thắn, tử linh cũng không muốn giấu giếm, lúc đầu diệu âm môn từ trong tay của một vị truyền nhân của một môn phái nhó lấy được không chỉ lấy được một đoạn thiên lôi trúc mà là hai đoạn nhưng để có thể bán được giá cao hơn gia mẫu đã chia làm hai phần chỉ mang theo một nửa mà nửa còn lại thì lưu ở chỗ ta nếu như tiền bối muốn vãn bối có thể đem vật ấy tặng cho người trong lòng tuy cực kỳ vui mừng nhưng trên mặt hàn lập lại không có lộ vẻ kích động ngược lại nhìn nữ tử này một cái đầy thâm ý mới trầm giọng hỏi cho ta tử linh cô nương hà tất phải nói lời vô nghĩa nếu đạo hữu đã mang vật đó đến đây, rút cuộc có điều kiện gì cứ nói ra đi, tại hạ sẽ cân nhắc kỹ càng. Tử linh tiên tử nghe được như vậy, vẻ tươi cười dần dần thu liếm, trầm ngâm trong chốc lát liền thừa nhận nói. Kỳ thật, thiên lôi chúc đối với diệu âm môn chúng tôi mà nói cũng là vật vô dụng. Tiền bối lần trước đã ra tay tương trợ, tặng cho tiền bối cũng là điều tất nhiên. Nhưng bổn môn bây giờ đã thay đổi rất lớn, lấy thực lực của đám người vãn bối căn bản không thể chống đỡ nổi môn phái lớn như vậy. Vãn bối muốn lấy thiên lôi trúc này cùng với 300 linh thạch mỗi năm để mời tiền bối làm khách khanh trưởng lão. Mong rằng tiền bối không chối từ, khách khanh trưởng lão, sắc mặt hàn lập khẽ biến, hắn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài điều kiện vừa rồi ra, nếu khi tiền bối nếu luyện công muốn tiến hành song tu, bổn môn cũng có thể cử ra một nữ đệ tử xuất sắc tặng cho tiền bối làm thiếp. Tử linh tiên tử thoải mái nói thêm một câu, điều kiện này cũng không có làm cho hàn lập lộ ra vẻ mặt khác thường nào. Có các loại linh đan phụ trợ, hắn căn bản không cần song tu để tăng linh lực. Bất quá đối với thiên lôi trúc lại bất đồng, nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội khác. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập vẫn còn châm trước nói: "Điều kiện này không được, Hàn Mỗ độc lai độc vãng, sớm đã thành thói quen, căn bản không muốn bị câu thúc trong một môn phái. Tử linh đạo hữu hay là đổi lại một cái điều kiện khác đi. Nếu không, tại hạ nguyện ý xuất linh thạch cao hơn 3 phần giá trị mua lấy vật ấy." tiền bối thật sự nói đùa, tài liệu đỉnh giai tam đại thần mục này làm gì có giá mà nói. Nó rơi vào trong tay các tu sĩ không cần thì chẳng đáng một đồng, nhưng trong mắt tu sĩ tu luyện công pháp một thuộc tính thì chính là bảo vật vô giá A. Tử linh tiên tử đối với sự cự tuyệt của Hàn Lập cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mang theo vẻ mặt mỉm cười cự tuyệt đề nghị Hàn Lập dùng linh thạch mua lấy. Hàn Lập nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn bộ dáng nàng ấy thì tựa hồ đã biết mình rất cần vật ấy, sẽ không dễ dàng có thể buông tay loại cảm giác bị người ta nắm được chỗ yếu hại khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Bất quá, hắn quyết tâm không vì một đoạn thiên lôi trúc đó mà gia nhập vào diệu âm môn, mặc cho đối phương điều khiển. Đang lúc Hàn Lập thầm nghĩ có nên hay không buông bỏ thiên lôi trúc, tìm tài liệu khác để luyện chế pháp bào thì tử linh tiên tử lại đưa ra một đề nghị khác. Tiền bối nếu không muốn câu thúc, hay là xem như trưởng lão trên danh nghĩa của bổn môn vậy. Vừa có thể hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão, cũng không cần tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của môn chủ mà bổn môn muốn dùng danh tiếng tu sĩ kết đan kỳ để bảo vệ mình, chẳng biết ý kiến của tiền bối như thế nào. Trưởng lão trên danh nghĩa, nghe tử linh tiên tử nói những lời dễ dàng này khiến cho Hàn Lập lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nếu diệu âm môn gặp phải đại địch, ta cũng không cần phải ra tay. Hắn có điểm nghi hoặc hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra thần sắc không tin tưởng. Nếu như bổn môn thật sự gặp phải sự tình phiền phức hoặc là rất cần tiền bối ra tay, tiền bối có thể tự mình châm trước đáp ứng, sau khi xong tỉ muội chúng ta sẽ hậu tả nữ tử này tựa hồ đã tính qua việc đó, không chút do dự nói. Tử linh đạo hữu nếu ta không nhầm thì mấy vị định sử dụng lá cờ tu sĩ kết đan kỳ của ta để tạo nên thanh thế, không cho diệu âm môn bị một ít thế lực bất lương thừa dịp suy yếu nhất đến gây phiền toái. Mà khi các ngươi công bố, miễn là ta đối với bên ngoài không phủ nhận, có phải vậy không? Hàn lập cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Hàn tiền bối nói không sai, đến lúc đó, chúng ta cũng đem phân thân này của tiền bối nói thành một tu sĩ kết đan kỳ. Như vậy có thể bù lại cho những ảnh hưởng bất lợi do triệu, mạnh hai vị trưởng lão phản bội gây nên. Nữ tử mỉm cười, có chút tự tin nói, nếu là điều kiện như vậy, tại hạ có thể đáp ứng. Bất quá trước mặt các tu sĩ khác, ta cũng không có chủ động thừa nhận mình là trưởng lão của quý môn, các vị cùng đừng hy vọng tại sẽ thay quý môn thể hiện ra ngoài làm thế nào khiến cho mọi người tin tưởng ta là trưởng lão của quý môn chỉ có thể trông vào bản lãnh của các nàng mà thôi hàn lập sau khi trải qua một phen tự đánh giá hắn cũng không có cảm giác được điều gì không ổn ở phía sau vì khát vọng đối với thiên lôi trúc cuối cùng hắn vẫn đáp ứng được chỉ cần đến lúc đó tiền bối không có phủ nhận chuyện này tìm muội chúng tôi tự có biện pháp xử lý tốt hết thảy nữ tử lộ ra sắc mặt vui mừng hiện lên nét tươi tắn nói hai người nếu đã đạt thành giao dịch tử linh tiên tử tựa hồ cũng không có ý tứ dây dưa, chậm chạp mà từ trên người lấy ra một cái hộp kỳ quái đặt lên trên bàn. Nói chiếc hộp này kỳ quái bởi vì nó không phải gỗ, cũng không phải ngọc thạch mà là dùng một loại vật liệu gì đó chế tạo ra, toàn thân bán trong suốt, còn có một tầng thanh quang nhàn nhạt. Có vẻ nhìn được thần sắc kỳ quái của Hàn Lập, tử linh tiên tử nhẹ giọng giải thích cho hắn. Chiếc hộp này sử dụng một loại gọi là cao ngọc chế tạo thành, mặc dù danh tự có chữ ngọc thế nhưng cũng không phải là ngọc thạch, không liệt vào nhóm ngũ hành cũng chỉ có vật ấy mới có thể bảo tồn thiên lôi trúc lâu dài được, không sợ linh khí tiết ra bên ngoài. Hàn Lập gật gật đầu, nếu như trước kia hắn chưa từng nghe qua danh tiếng của Cao Ngọc thì vật này rõ ràng cực kỳ hy hi hữu, chân quý dị thường. Kế tiếp, từ Linh Tiên Tử vươn một ngón tay trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay chợt lóe, một đạo lục quang to bằng hạt đậu nành liền xuất hiện. Sau đó, nàng không chút do so dự hướng đến nắp hộp nhẹ nhàng điểm một cái, lục quang và tầng thanh quang bao phủ bên ngoài chạm nhau, phát ra tiếng bụp rất nhỏ nhất thời hào quang biến mất không còn một mảnh, nắp hộp tự động được mở ra. Tinh thần Hàn Lập rung lên, vội vàng ngưng thần nhìn vào bên trong hộp. Chương 411, bồi trúc, đây là thiên lôi trúc, Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định hỏi, trong hộp chính là một đoạn trúc khô bình thường ngắn tùn. Dài khoảng 2 tấc, nhỏ cỡ ngón tay, vẫn còn mang theo một chút rễ khô héo. Nhìn thế nào đi nữa cũng không có khác với một cây trúc bình thường a Hàn lập nghi hoặc trong lòng, sắc mặt không nhịn được có chút thay đổi, liếc mắt nhìn tử linh tiên tử một cái. Nữ tử này hiển nhiên hiểu rõ sự nghi ngờ của Hàn Lập, khẽ cười một tiếng, cầm lấy cây trúc khô nửa vàng nửa xanh lên tay, sau đó lật tay một cái, tay kia cũng nhanh chóng lấy ra một cái chủy thủ sáng bóng. Choang một âm thanh vang lên, tử linh tiên tử dùng chủy thủ hướng đến gậy trúc chém xuống một phát. Ngay khi đao nhận tiếp xúc bên ngoài đoạn trúc hiện lên một đạo điện hồ mảnh khảnh, khiến cho chủy thủ bắn ngược trở ra. Nhìn thấy như vậy, những nghi ngờ của Hàn Lập hoàn toàn biến mất cẩn thận cầm lấy thiên lôi trúc bỏ vào bên trong hộp. Sau đó, tử linh tiên tử cấp cho Hàn Lập một cái lệnh bài trưởng lão diệu âm môn, hai người Hàn Nguyên trong chốc lát rồi Hàn Lập cáo từ rời khỏi. Hàn Lập rời đi không bao lâu thì Phạm Phu Nhân cùng với chắc như đình đã trở về khách sạn, sau khi nghe tử linh tiên tử nhắc lại chuyện vừa xảy ra, hai người họ nhìn nhau một hồi lâu. Sư muội làm như vậy so với việc chúng ta thương lượng trước kia hoàn toàn không giống nhau a à? Chúng ta có phải thiệt thòi quá hay không? Chỉ bằng danh tiếng của thiên lôi chúc hoàn toàn có thể tìm được tu sĩ kết đan kỳ, như thế nào lại chọn người này. Phạm phu nhân có chút oán giận nói, chắc như đình ở một bên mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng cũng hơi nhíu mày, đồng dạng lộ ra vẻ khó hiểu. Hai vị sư tỷ thật sự không biết, lúc ta nói ra điều kiện để hắn làm trưởng lão của bổn môn thì thần sắc của đối phương rất khó nhìn, hơn nữa từ trong ánh mắt của đối phương ta có thể nhìn ra tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù cần thiên lôi trúc nhưng cũng không có khả năng đáp ứng việc này càng huống chi sư tỷ cũng đã có nói người này căn bản không hề sợ mỹ thuật của chúng ta về phần dùng thiên lôi trúc mời tu sĩ khác hai sư tỷ cũng đánh giá quá cao giá trị của kiện đồ vật bỏ thì tiếc mà không dùng được này thiên lôi trúc mặc dù được xưng là một trong tam đại thần trúc của tu tiên giới nhưng trên thực tế có thể dùng vật ấy thật sự đã ít lại càng ít không phải muốn chế tạo pháp bảo mộc hệ đỉnh cấp ai lại dùng vật ấy làm tài liệu mà phương pháp luyện chế ra pháp bảo này cùng thiên lôi trúc đối với bổn môn chúng ta cũng không hề có tác dụng gì các người cũng biết thiên lôi trúc được phân ba bảy loại gốc thiên lôi trúc này của chúng ta chỉ là bạch lôi trúc mấy ngàn năm thôi cho dù là có thể luyện chế thành pháp bảo cũng không có được uy lực lớn không bằng trước tiên chúng ta sử dụng vật ấy cùng với vị này giao hảo nếu hắn đáp ứng làm trưởng lão của bổn môn tỉ muội chúng ta chỉ cần cung cung kính kính hàng năm hiếu kính không ngừng đến lúc bổn môn gặp phải đại địch hắn như thế nào lại cự tuyệt không viện thủ đây chứ tử linh tiên tử thản nhiên nói Bộ dáng không hoảng không vội chút nào. Hơn nữa cho dù là có những người khác động tâm với thiên lôi trúc này, nguyện ý làm trưởng lão bổn môn nhưng với tình hình hiện nay chúng ta dám tiếp nhận sao? Đến lúc đó chỉ sợ là phía trước có cự hổ, phía sau là lang sói a. Lúc đầu ra mấu cũng ỷ trưởng bản thân là tu sĩ kết đan kỳ mới dùng sách lược đó, để chịu mạnh nhị vị trưởng lão thành thành thật thật vì bổn môn xuất lực. Dù sao chỉ bằng vào mỹ thuật cùng với mỹ sắc lung lạc tu sĩ cấp cao rất có thể bị cắn trả nữ tử lộ ra một tia cười khổ nói tiếp nghe xong như vậy phạm phu nhân cùng với trác như đình đều im lặng suy nghĩ trải qua sự tình phản bội của môn hạ cực kỳ thân cận hai nàng đối với mỹ thuật của chính mình có chút không tin tưởng cảm thấy vị tiểu sư muội này nói tựa hồ có chút đạo lý bây giờ chuyện nội bộ bên trong sẽ do ba người chúng ta xử lý tạm thời không cần lập môn chủ chờ cho ba người chúng ta hoặc là vị môn hạ đệ tử nào có thể kết đan rồi sẽ lập môn chủ cũng không hề muộn tử linh thiên tử bỗng nhiên nói lần này hai nàng cũng không có ý tứ phản đối không biết vị hàn trưởng lão này có ỷ trượng vào tu vi cao thâm mà nhúng tay vào chuyện trong bổn môn chúng ta hay không cần đề phòng trước hay không chắc như đình đột nhiên hỏi sẽ không đâu người này ta tuy tiếp xúc không nhiều lắm nhưng từ trong lời nói có thể nhìn thấy ra hắn chính là một khổ tu sĩ ngoài trừ tu luyện ra sẽ không có chuyện gì khiến cho hắn động tâm bằng không lúc ta đề nghị tặng một nữ đệ tử làm thiếp mà hắn không hề có chút biểu tình nào, đại khái là dạng như vậy mới có thể tiến nhập vào trình độ kết đan kỳ được. Tử linh tiên tử lắc lắc đầu, có chút hâm mộ nói. Khái, không biết tỉ muội chúng ta có cơ hội kết đan không đây? Phạm phu nhân thở dài một tiếng, tựa hồ đối với việc kết đan cũng không có bao nhiêu hy vọng. Chắc như đình nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần tịch liêu. Xem ra mấy vị gia nhân này đối với việc kết đan cực kỳ mong mỏi. Trong khi đó Hàn Lập cũng không có vội vàng làm việc khác, mà lập tức kiểm tra đống điển tịch mà mình cất giữ. Thật vất vả mới có thể tìm được bên trong một cái ngọc giản nói về phương pháp bồi dưỡng Thiên Lôi Trúc, sau đó dựa theo y nguyên, đem Thiên Lôi Trúc di chuyển đến dược viên. Nhìn Thiên Lôi Trúc cực kỳ nhỏ nhắn trước mặt mình, trong lòng Hàn Lập rất hưng phấn. Chuyện nó có phân thành cấp bậc hắn tự nhiên cũng biết rõ ràng, bất quá hắn đối với chuyện này cũng không hề để trong lòng. Bởi vì cấp bậc tốt hay xấu của thiên lôi trúc đều hoàn toàn dựa vào năm sinh trưởng mà xác định. Thiên lôi trúc dưới 2.000 năm cũng chỉ có thể phóng thích được lôi điện màu trắng. Hơn 5.000 năm có thể phóng ra được lôi điện màu lam, uy lực lớn hơn không ít. Thiên lôi trúc đạt đến ngoài vạn năm thì lôi điện sẽ biến thành màu kim nhạt. Uy lực của lôi điện lúc này đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng được. Có tác dụng cực kỳ khắc chế các loại tà pháp ma công, được người tu tiên xưng là ích tà chi lôi. Mà đến hôm nay nghe đồn tu tiên giới đã được chứng kiến loại thiên lôi trúc lâu năm nhất gọi là kim lôi trúc. Loại kim lôi trúc này năm đó từng xuất hiện qua một lần ở loạn tinh hải, ai cũng không hề biết rõ nó xuất phát từ đâu, cũng chỉ có nửa đoạn nhỏ. Kết quả, vật ấy khiến cho loạn tinh hải huyết vô tinh phong hơn 10 năm, rất nhiều thế lực đều minh tranh ám đấu, không biết được lưu truyền qua tay bao nhiêu tu sĩ. Nhưng cuối cùng cũng không có ai có thể bảo tồn đến lúc luyện chế thành pháp bảo, bởi vì giống như sự xuất hiện quỷ dị nó cũng đột nhiên biến mất không thấy. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực cực kỳ tức giận, vẫn tiếp tục tra xét một đoạn thời gian dài mới dần dần an tĩnh trở lại. Từ trường phong ba đó có thể thấy được kim lôi trúc vạn năm có giá trị như thế nào. Mà linh vật bồi dưỡng ngoài vạn năm, Hàn Lập cũng chưa bao giờ thử bởi vì bình thường luyện chế đan dược nhiều lắm cũng chỉ cần linh thảo một hai ngàn năm là có thể dùng rồi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn chờ mong vào việc thiên lôi trúc phát triển thành kim lôi trúc, trong lòng kèm theo một tia thấp thỏm bất an. Những ngày kế tiếp, Hàn Lập một mặt sử dụng lục dịch nuôi trồng Linh Trúc, một mặt bắt đầu đi đến khắp phường thị trong thiên tinh thành. Bởi vì thanh trúc phong vân kiếm kia ngoài trừ lấy linh mục làm nguyên liệu chính ra vẫn còn cần một ít tài liệu chân quý phụ trợ, cuối cùng mới có thể dùng đan hỏa luyện chế thành. Mà để nó trở thành pháp bảo thành bộ thì các loại tài liệu tự nhiên cũng cực kỳ chân quý. Hàn lập trước kia cũng có thu thập được một ít, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa có, tự nhiên phải đi khắp nơi tìm kiếm, ếch sản vật tại loạn tinh hải so với thiên nam thì phong phú hơn rất nhiều. Hàn lập không tiếc lượng lớn linh thạch đủ khiến cho chính hắn tán ra bại sản cuối cùng hai năm sau cũng miễn cưỡng đem những đồ vật đó cầm trong tay. Vì thế hắn không thể không mạo hiểm bán một ít viên yêu đan chân quý có trong tay. Khi hàn lập nhìn thấy túi chữ vật trống không cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Luyện chế pháp bảo, đặc biệt là luyện chế một kiện pháp bảo tốt thật đúng là một vị tán tu bình thường không thể làm được. Ngày hôm nay Hàn Lập mang theo thần sắc tràn đầy chờ mong đi đến dược viên. Mấy ngày luyện công trước hắn vừa mới đổ xuống một giọt lục dịch, hôm nay thiên lôi trúc trong vườn sẽ trở thành vạn năm linh vật mới đúng. Vừa nghĩ đến uy lực lớn lao của kim lôi trúc trong truyền thuyết, Hàn Lập tự nhiên kích động cực kỳ. Cây trúc bên trong dược viên lúc đầu chỉ dài khoảng 2 tấc mà thôi, hôm nay đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng những cao khoảng một thước, hơn nữa cả thân xanh biếc, bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt hàn lập ngưng thần đánh giá trong chốc lát lật tay một thanh pháp khí tiểu kiếm xuất hiện tiếp theo tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía thân trúc một đạo màu vàng lôi điện đột nhiên từ trên thân trúc phóng ra xì một âm nhanh trầm muộn vang lên sau khi đạo bạch quang và lôi điện màu vàng kích nhau nhất thời thanh tiểu kiếm biến thành một đạo khói xanh phất phơ bằng mắt thường có thể nhìn thấy biến mất vô ảnh vô tung hàn lập đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức nở nụ cười hơn nữa cười vô cùng vui vẻ Hắn thật sự muốn biết nếu Tử Linh Tiên Tử kia sau khi biết cây Bạch Lôi Trúc này biến thành Kim Lôi Trúc sẽ có vẻ mặt thú vị như thế nào đây. Với cuộc giao dịch này, đại khái là lần giao dịch đầu tiên mà hắn chiếm tiện nghi lớn từ khi bước chân vào tu tiên giới cho đến giờ. Tuy nhiên thật đáng tiếc, hắn không có cơ hội được nhìn thấy cảnh đó. Chương 412, Thanh Trúc Tiểu Hiên, Hàn Lập mừng rỡ, hơn nữa vẫn còn có chút điểm tò mò, nếu tiếp tục nuôi trồng Kim Lôi Trúc thì nó có sinh ra biến hóa nữa hay không. Ôm lấy ý nghĩ này, Hàn Lập tốn thêm mấy tháng thời gian để tiếp tục nhỏ lục dịch cho cây trúc. Kết quả, màu sắc, uy năng của nó không có chút biến hóa nào, kích cỡ cũng duy trì như vạn năm mà thôi, dài khoảng 2 tấc cũng không hề tăng trưởng thêm phần nào. Nhưng trải qua thời gian nuôi dưỡng này, ở bên cạnh xuất hiện thêm một mầm trúc nhỏ. Theo sự chăm sóc của lục dịch, ấu trúc này càng lớn hơn. Vài tháng sau, cây thiên lôi trúc mới này dài khoảng 5 phân, so với cây mẹ ban đầu thì giống nhau như đúc, đương nhiên theo nghĩa là một cây trúc hoàn chỉnh. Thấy như vậy, Hàn Lập chẳng những không có thất vọng, ngược lại rất vui mừng. Nói thật, nguyên lai chỉ là một cây thiên lôi trúc để luyện chế một bộ thập nhị thanh trúc phong vân kiếm cũng không đủ, bây giờ bằng lục dịch có thể tạo ra ấu trúc, như vậy tình cảnh quẫn bách, thiếu thốn nguyên liệu chủ đạo đã hoàn toàn được giải quyết. Bất quá điều đó lại khiến cho dã tâm của Hàn Lập càng lớn hơn. Nếu không cần lo lắng về vấn đề số lượng nguyên liệu chủ đạo nữa thì hắn không chỉ muốn luyện chế 12 thanh phi kiếm, mà đột nhiên muốn luyện chế số phi kiếm lớn nhất của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, tạo thành một bộ pháp bảo gồm 72 thanh. Mặc dù nhiều phi kiếm như vậy, lấy tu vi kết đan sơ kỳ như hắn thì pháp lực căn bản vô pháp luyện hóa cũng như khu độc, nhưng hắn cũng không nóng nảy, hoàn toàn có thể dựa vào tình huống tu vi của chính mình từ từ luyện hóa từng thanh vậy. Dù sao chỉ cần là phi kiếm thành bộ, có thể đem pháp bảo thu vào trong cơ thể và lấy từng cái ra sử dụng, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Ý niệm như vậy vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Hàn Lập như có lửa đốt, bắt đầu lo lắng chính mình có nên làm như vậy hay không. Nan đề lớn nhất của việc luyện chế pháp bảo thành bộ đó chính là do nguyên liệu chính dùng để luyện chế không giống nhau, nên rất khó thành công, nhưng bây giờ hắn dùng cùng một cây thiên lôi trúc nên không cần lo lắng. Sau này chỉ cần nhìn xem trình độ luyện chế cùng với sự chuẩn bị tài liệu phụ trợ của hắn như thế nào thôi. Tài liệu phụ trợ hắn sớm đã chuẩn bị tốt, dù sao thì một lần luyện chế 12 thanh phi kiếm cùng với 72 thanh phi kiếm đều dùng cùng một dạng tài liệu như vậy cũng không cần tìm kiếm nữa. Bây giờ đều khiến cho hắn lo lắng nhất là trình độ luyện chế pháp bảo của mình vẫn còn quá kém. Dù sao thì cho đến bây giờ Hàn Lập cũng không hề có kinh nghiệm vào về phương diện luyện khí cả. Nếu là luyện chế pháp bảo bình thường thì cũng không phải băn khoăn, cả quá trình chỉ cần dùng đan hỏa luyện hóa mà thôi. Nhưng với thanh trúc phong vân kiếm lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần một thanh trong đó thì quá trình luyện chế cũng tuyệt đối phức tạp hơn rất nhiều so với những pháp bảo bình thường khác. Huống hồ bởi vì muốn tạo thành một bộ phi kiếm thì khi đang còn bán thành phẩm phải dùng một pháp trận đặc thù tế luyện chúng. Như vậy, nhất định phải có hiểu biết nhất định về trận pháp mới được, nếu không căn bản không cách nào luyện chế pháp bảo này. Hàn Lập là người có tâm trí vô cùng kiên định, cho dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy nhưng hắn vẫn quyết định, không luyện chế thì thôi, một khi đã luyện chế thì phải luyện chế ra loại tốt nhất. Nếu không thì lúc đó hắn cũng sẽ không cố chấp, không buông bỏ đối với thiên lôi trúc như vậy. Do đó Hàn Lập ở trong động phủ ngẫm nghĩ một ngày một đêm, rút cuộc cũng an bài tốt kế hoạch tu luyện của 20 năm tới đây. Mấy ngày sau trong phường Thị Thiên Tinh Thành có một cái tiểu điếm rất bình thường đột nhiên thay đổi chủ mới. Đó là một thanh niên thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi. Ngoài ra còn có một đại hán mày rậm mắt to, thân hình cao lớn đi theo giúp việc, d Ngay khi thanh niên này tiếp nhận cửa hàng, lập tức đem lý thị tạp hóa đổi lại thành thanh trúc tiểu hiên. Bên trong cũng chỉ bán một ít phù lục cùng một ít dược tài mà thôi. Nhưng nửa tháng sau, bên trong điếm phô lại có thêm một ít pháp khí cấp thấp. Nhưng khiến cho những điếm chủ phụ cận kinh ngạc chính là vị thanh niên này không dễ dàng, tùy tiện đi ra khỏi cửa tiểu điếm, cả ngày chỉ cầm một quyển sách cũ nát không bìa xem không ngừng, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vừa đọc sách, vừa hoa chân múa tay, tựa hồ rất hứng thú. Nhưng có khi lại trốn ở phía sau cửa hàng hơn nửa ngày không hề đi ra phía trước. Về phần khách nhân và sinh ý của cửa hàng đều do một vị đại hán thoạt nhìn rất đôn hậu xử lý những điếm chủ gần đó đại đa số đều là những người lớn lên ở thiên tinh thành. Ở nơi đây mở cửa hàng cũng chỉ là muốn kiếm cơm qua ngày mà thôi. Trong đó có một vị lão giả tóc hoa dâm họ hà có linh căn rất thấp. Tu Vi chẳng qua cũng thuộc luyện khí kỳ tầng 3, 4, nhưng như vậy cũng đủ cho những người ở đây tôn kính với lão, cả ngày đều xưng hô hà tiên sư không ngừng. Bởi vậy ngay khi người thanh niên này đến thì họ cũng hỏi qua lão giả, mới biết thanh niên này không có chút pháp lực, chỉ là phàm nhân mà thôi nhất thời có người lá gan lớn đến cửa hàng này cùng với vị thanh niên họ hàn kia nói một ít chuyện thường ngày dù sao thì nơi đây cũng rất vắng vẻ sinh ý ngày thường cũng không có nhiều lắm chỉ có thể ghé thăm nhau cho đỡ buồn chán mà thanh niên xa lạ kia đến làm cho chủ đề đàm thoại của bọn họ tự nhiên nhiều hơn nhưng thanh niên này tựa hồ không muốn cùng với những người khác giao hảo cả ngày chỉ ở bên trong cửa hàng không đi ra ngoài nếu ngẫu nhiên có điếm chủ khác đến chơi thì hắn cũng chỉ nghe mà không hề lên tiếng thật sự là một người hiền như khúc gỗ thanh niên này cho đến bây giờ cũng không có đề cập đến lai lịch của chính mình người khác có hỏi cũng chỉ cười mà không đáp những người còn lại tự nhiên cũng không thể ép được sau mấy phen qua lại những người xung quanh dần dần mất đi hứng thú không hề đi đến thanh trúc tiểu hiên nữa nhưng tình hình như vậy ngược lại làm cho trong lòng thanh niên ngầm thở phào một hơi thanh niên và vị đại hán kia đúng là hàn lập và khúc hồn dịch dung đến đây mặc dù chỉ là thủ pháp thay đổi hình dạng đơn giản trên giang hồ mà thôi nhưng đối phó với những phàm nhân và một vị tu tiên giả cấp thấp tự nhiên là vẫn đủ dùng rồi. Hàn lập đến đây mở cửa hàng đương nhiên không phải là muốn kiếm thêm một ít linh thạch mà chính là tự mình ma luyện nhập thế tâm cảnh chuẩn bị cho nghiên cứu kiến thức luyện khí cùng trận pháp. đây chính là địa phương hắn đặc biệt chọn lựa. trước kia Hàn lập không có hề biết chút gì về hai phương diện này đó là bởi vì thời gian chúc cơ kỳ của hắn quá ngắn, căn bản không thể bận tâm về chúng được. nhưng hôm nay đã kết thành kim đan cũng sắp luyện chế pháp bảo cần đến tri thức cùng với kinh nghiệm về hai phương diện kia. Hắn tự nhiên muốn tranh thủ trong khoảng thời gian nuôi trồng thiên lôi trúc, đi sâu nghiên cuốn vân tiêu tâm đắc cùng với cứu điển tịch trận pháp mà tân như âm đã tặng. Kỳ thật ở sâu trong lòng của Hàn Lập, đối với luyện khí và trận pháp rất cảm thấy hứng thú. Nhưng trong 20 năm thời gian, hơn nửa đồng thời học tập cả hai loại, hắn không dám hy vọng xa vời có thể đạt được trình độ như hai vị thiên tài kia, nhưng có thể học được một phần bản lãnh của họ, hắn cũng sẽ rất hài lòng rồi ít nhất có thể tự mình luyện chế ra trận kỳ cùng trận bàn đơn loại đơn giản nhất nhưng nghiên cứu chúng nó không chỉ có thể đọc sách mà là phải tự mình thực hành động thủ luyện chế một chút cứ như vậy một đống pháp khí cấp thấp có chút bụi bặm xuất hiện không thể nào xử lý đi được bởi vì nếu ném bỏ đi thì thật đáng tiếc nhưng lưu lại cũng không có chút tác dụng gì thật sự cực kỳ nực cười mà mỗi khi trong luyện tập có ý tưởng đột phá hắn phải tùy thời đi mua các chủng loại tài liệu cổ quái để sử dụng điều này làm cho hắn không thể ngày ngày phải chạy đi phường thị mặt khác đúng lúc tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư cần phải có kinh nghiệm ma luyện nhập thế tâm cảnh nếu không khi tu luyện chịu không nổi sẽ bị tâm ma phản phệ rất khó thành công vì vậy hàn lập sau khi ngẫm nghĩ nhất cử lướng tiện dứt khoát mua lấy một cửa hàng nơi đây không quá ồn ào sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiên cứu về luyện khí và trận pháp của hắn lại có thể sống chung với những phàm nhân có thể chính mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường của bọn họ mà thực tế khi cần tài liệu cho trận pháp hoặc là luyện khí thì cũng có thể mua được liền, rồi những đồ vật luyện chế được có thể bày biện trong quầy để bán, được bao nhiêu thì được. Nhìn những tu sĩ cấp thấp đến mua những pháp khí tự hắn luyện chế ra, khiến cho trong lòng Hàn Lập vui sướng. Đương nhiên, cách mấy ngày hắn lại trở về động phủ một chuyến, cấp lục dịch cho thiên lôi trúc, thăm một chút vệ kim trùng cùng với hai con huyết ngọc chi chu được hắn để lại bên trong động phủ. Nhưng không bao lâu sau, một màn khiến cho Hàn Lập kinh ngạc xuất hiện bên trong dược viên cây thiên lôi trúc thứ nhất ngay khi nhánh thiên lôi trúc thứ hai được khoảng năm sáu ngàn năm bỗng nhiên vô cớ cành lá đều rụng xuống đất không còn một mảnh ngay khi chạm vào mặt đất lập tức hóa thành những lá cây màu vàng óng cực kỳ đẹp đẽ mặc dù không biết chúng có tác dụng gì nhưng hàn lập cũng không dễ dàng bỏ đi hắn thu lấy tất cả cho vào bên trong túi chữ vật mà thân cây màu xanh biếc kia được hắn thu vào bên trong hộp cao ngọc cẩn thận bảo tồn ngay khi có đủ sáu bảy cây thì chính là lúc hắn có thể bắt đầu luyện chế thanh trúc phong vân kiếm cứ như vậy, Hàn Lập thu liếm pháp lực hòa nhập vào cuộc sống phàm nhân ở nơi phường thị vắng vẻ đó, bắt đầu quá trình nhập thế. Hắn mỗi ngày ngoại trừ việc chuyên tâm nghiên cứu quyển sách phục chế từ bên trong ngọc giản thì cũng chỉ yên lặng quan sát các loại biểu hiện hỉ, nộ, ái, ố của phàm nhân. Sau đó từ từ nhớ lại, chậm rãi thưởng thức, chương 413, luyện hóa. Cuộc sống thế tục và cuộc sống của người tu tiên hoàn toàn không giống nhau, bên trong tràn ngập buồn vui, ly hợp, sinh lão bệnh tử ngắn ngủn chỉ có vài năm quan sát khiến cho Hàn Lập cảm nhận được rất nhiều tư vị sớm đã quên mất, có những tình cảm tốt đẹp, cũng có những điều xấu xa. Nhưng bất luận là loại tình cảm nào cũng khiến cho tâm cảnh Hàn Lập xúc động nhất định, làm cho hắn một lần nữa từ góc độ của người tu tiên lĩnh ngộ tự ngấm. Cùng lúc đó trình độ lý giải của Hàn Lập đối với luyện khí và trận pháp dưới sự tích lũy của ngày tháng dần dần được nâng cao. Rõ ràng nhất là cửa hiệu thanh trúc tiểu hiên trải qua hai năm thời gian tại khu vực này cũng có một chút danh tiếng bởi vì tại nơi đó thường xuyên có các tu sĩ kiếm được một ít pháp khí không tồi thậm chí có người vận khí không tệ xảo hợp mua được vài cái trung cấp lục phù hy hữu sau khi tin tức lan truyền ra vùng gần đó khiến cho một ít tu sĩ cấp thấp lập tức hướng đến cửa hiệu của hắn pháp khí cùng phù lục đương nhiên do chính hàn lập luyện chế sau khi tiến vào kết đan kỳ hắn rút cuộc cũng có thể thi triển một ít trung cấp pháp thuật vốn đã hâm mộ từ lâu mặc dù chỉ là mấy cái trung cấp phù lục thô thiển nhất nhưng hàn lập cũng rất hài lòng Bất quá trung cấp phù lục không phải là những phù lục bình thường có thể luyện chế ra, phải có một ít gia thú hy hữu đem làm nguyên liệu mới được. Hơn nữa mỗi loại đều có những yêu cầu nghiêm khắc khác nhau đối với gia thú, cũng không phải tất cả gia thú thông thường đều có thể sử dụng được. Măn mắn là trước kia khi bán tài liệu yêu thú, Hàn Lập đã nghĩ đến việc này nên đem phần lớn đồ vật khả dĩ có thể chế phù lục giữ lại. Nếu không, cho dù là hắn học xong pháp thuật cũng vô pháp làm được như vậy. Trước tiên Hàn Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành, đến một ngày hắn cảm giác được trạng thái tốt mới sử dụng một ít tài luyện chân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù. Những phù lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp thuật công kích, hàn lập cách một hai tháng sẽ đem ra một, hai cái bảy bán, đến lúc đó ai đến trước thì thuộc về người đó. Lấy tu vi kết đan kỳ của hàn lập, những phù lục đó so với uy lực của pháp bảo thật sự tựa như kê lạc, lưu lại cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng hiển nhiên Hàn Lập đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của trung cấp phù lục đối với tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, cho dù liên tiếp đem giá cả của chúng tăng lên mấy lần nhưng có không ít tu sĩ không do dự móc linh thạch ra mua chúng. Làm cho Hàn Lập kiếm được một chút tiền, nhưng đáng tiếc chính là trung cấp phù lục rất khó luyện chế được, cho dù Hàn Lập có nhiều gia yêu thú như vậy để luyện tập nhưng xác suất thành công lại thấp đến đáng thương. Cơ hồ làm 2 3, 10 lần mới có thể thành công được một. So với xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì Hàn Lập cũng chỉ có thể cười khổ không thôi nếu không Hàn Lập chỉ dựa vào việc bán trung cấp phù lục cũng trở thành tài chủ trong tu tiên giả rồi. Mặt khác, theo trình độ luyện khí tăng dần của hắn, một ít trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến cho danh tiếng của Thanh Trúc Tiểu Hiên càng ngày càng tăng, nhưng tiếng tăm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi. Hàn Lập cũng không muốn rước lấy phiền phức. Vào năm thứ 9 thì Hàn Lập tự mình lĩnh ngộ được một ít trận pháp đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn bởi vì có được tâm đắc của tề vân tiêu cùng tân âm như hàn lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh đường con nên nắm giữ được một ít tiểu kỹ xảo mấu chốt nhưng cho dù là như vậy luyện chế trọn vẹn một bộ pháp khí bố trận đối với hắn mà nói vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được bất quá hàn lập cũng không có nóng lòng hắn sau khi kết đan có rất nhiều thời gian để từ từ tích lũy kinh nghiệm và lĩnh ngộ Huống hồ bây giờ quan trọng nhất chính là trong khi thực hành hắn thuận tiện suy ngẫm phương pháp luyện chế thanh trúc phong vân kiếm để có thể chỉ cần một lần là thành công. Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo này cũng không có dư thừa để hắn thực hiện lại lần thứ hai. Thời gian hàn lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu trận pháp cứ như vậy ngày ngày trôi qua. Xuân đi thu đến, bất chi bất giác, thanh trúc tiểu hiên có chút danh khí của hàn lập đã mở cửa được hơn 20 năm, bộ dáng của hàn lập cũng biến thành một lão giả hơn 50 tuổi đương nhiên là hắn không sử dụng dung mạo chân chính của mình. Chỉ bất quá là che giấu dung nhan vĩnh viễn không thay đổi của mình mà thôi, theo thời gian trôi qua, hắn không thể không dịch dung ra một bộ dáng giả nua. Bây giờ Hàn Lập đang đứng bên trong hậu viện của cửa hàng, nhìn hết thảy bốn phía, trong lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau. Ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này sang tay cho một người khác, rút cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thế của mình. Bởi vì mấy ngày trước, cây kim lôi trúc thứ sáu được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đủ vạn năm, vì thế hắn phải trở về động phủ luyện chế pháp bảo. Ở nơi đây sinh sống hơn 20 năm, tuy trong tâm Hàn Lập đã không còn dao động nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến. Cuộc sống sinh hoạt nơi phường thị này đã trở thành một trải nghiệm an giật khó có được trong cuộc đời của hắn. Lúc này, cách phách tường truyền đến một âm thanh thật lớn, Hàn Lập nghe xong trong lòng không khỏi mỉm cười. Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể khẳng định được điếm chủ ở kế bên lại hướng đến khách nhân giới thiệu trấn điếm chi bảo mà 7, 8 năm trôi qua không ai nguyện ý mua cửa hàng bên cạnh theo kiểu tra truyền con nối. Lão điếm chủ ban đầu mà Hàn Lập gặp, 4 năm về trước đã sớm về nhà an dưỡng tuổi già rồi. Đứa con của vị lão điếm chủ này mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng thành thật. Chỉ khi buôn bán thì hơi một tí là thổi phồng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, khiến cho một ít tu sĩ nơi khác nghe được đều sửng sốt. Hàn Lập thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi đi trước mang theo khúc hồn ra khỏi thanh trúc tiểu hiên. Không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc của phường thị hoàn toàn biến mất. Khi về đến động phủ, Hàn Lập lập tức mang theo một đống tài liệu luyện khí tiến vào bên trong mật thất, bên ngoài bố trí một trận pháp nho nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được. Trận pháp này cũng không có tác dụng gì khác ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho Hàn Lập sử dụng luyện chế pháp bảo. Hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo thì lại bị người khác tọc mạch. Sau đó, Hàn Lập trong mật thất ngồi 3 ngày 3 đêm để cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ luyện chế pháp bảo. Đầu tiên, hắn lấy hộp ngọc kia từ trong túi chữ vật ra ngoài đặt trên mặt đất trước người sau đó mở nắp hộp bên trong sáu cây thiên lôi trúc xanh biếc xuất hiện hàn lập ngưng trọng nhìn chúng hít một hơi thật sâu mới vươn một ngón tay hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm nhất thời cây thiên lôi trúc dài một thước nọ bay ra khỏi hộp phiêu phủ trước ngực hắn hàn lập thần sắc trịnh trọng tay bắt phát quyết trên mặt tinh quang lưu động dần dần biến thành một tầng thanh quang theo thanh quang càng ngày càng đậm Hàn Lập hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh mỏng mảnh như tơ bay đến trên thân cây kim lôi trúc trước mặt. Bùm một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng nhạt xuất hiện, không chút khách khí ngăn cản đan hỏa, không cho tiến đến gần nửa bước. Nhìn thấy như vậy, linh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, đan hỏa kia lập tức to thêm vài phần, trong nháy mắt đem điện hồ kia và cả bản thể thiên lôi trúc bao phủ vào bên trong. Bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài, đan hỏa đối với sự tiêu hao linh lực thật sự rất lớn, nhưng may mắn là Hàn Lập đã sớm có sự chuẩn bị. Ngay khi xuất ra đan hỏa, hai tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thu linh khí bên trong. Nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực không kịp thì hắn sẽ lấy một viên đan dược uống vào. Đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc, đủ để cho Hàn Lập không lo lắng trong quá trình lâu dài này. Ba ngày trôi qua, điện hồ bên ngoài thiên lôi trúc rút của cũng bị linh lực tiêu làm tiêu hao hết, không thể ngăn cản thanh sắc đan hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của thiên lôi trúc. Lại qua thêm mấy ngày nữa, Mặt ngoài thân trúc xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ, các giọt tiểu dịch đủ màu sắc chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc rút cuộc đã được loại bỏ, bị Hàn Lập luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn này, Hàn Lập thở phào một hơi. Chỉ cần có thể luyện hóa thiên lôi trúc, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hàn Lập dừng lại, đem linh thạch trong hai tay cất đi. Tiếp theo hai tay bắn ra 10 đạo linh ti mỏng mảnh, xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó, ngón tay của Hàn Lập không ngừng chuyển động, dưới sự điều động của linh ti, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình. Rồi một khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phiêu phù ở trong không trung. Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba. Ngay khi khối cuối cùng tách rời, trong không trung đã xuất hiện 12 khối chất lỏng giống nhau.